Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 276. Chu Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi. Chuyến đi lần này công tác bảo mật khá là tốt, nhưng tại sao cô ấy biết được nhỉ? Thẩm tổng, sao cô lại đến đây? Cô muốn ra ngoài à? Dù sao đối phương cũng đến rồi, Chu Dương cũng không tiện giả bộ như không quen, lập tức quay người nhìn về phía đối phương, vừa cười vừa nói. Người đó chính là Thẩm Bích Quân. Đáng nhẽ cô ấy vẫn đang ở bệnh viện, đợi Chu Dương đến trông nom chăm sóc. Nhưng hôm nay lại là Diệp Sở Thiến đến chăm sóc cô ấy, điều này khiến Thẩm Bích Quân nhận thấy có gì đó không đúng. Thế là, dưới sự đe dọa dụ dỗ của Thẩm Bích Quân, Diệp Sở Thiến đành phải thú nhận hết. Thẩm Bích Quân lúc đó sững sờ, trong lòng rất tức giận. Bản thân đã vì Chu Dương mà chán hậu nhát dao cho anh, bây giờ vẫn đang nằm viện, mà tên Chu Dương phụ tình đó lại có thể đưa Tạ Linh Ngọc cùng đi chơi, hưởng thụ thế giới của hai người. Thẩm Bích Quân càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng quyết định ra viện, vội vàng đi ngay đến sân bay quốc tế. Đúng, vết thương của tôi vừa lành nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, các anh nhiều người như vậy cũng muốn ra ngoài à? Các anh đi đâu thế? Thẩm Bích Quân cười khẩy trong lòng. Chu Dương rõ ràng là biết còn cố tình hỏi. Đã thế này, Thẩm Bích Quân liền tương kế tự kế. Chúng tôi đi tương Tây, Thẩm Tổng cũng muốn đi tương Tây à? Chu Dương còn chưa nói gì, Tô Vĩ đã nói trước. Lần này có thể đi cùng với Chu Dương và Ngưu Xuyên, Tô Vĩ cảm thấy được coi trọng, cuộc khảo sát của lão đại chắc là cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc đó nhất định sẽ truyền lại võ thuật cho cậu ta. Vì thế cậu ta muốn thể hiện bản thân trước mặt lão đại. Tương Tây, sao trùng hợp vậy? Tôi cũng chuẩn bị đi tương Tây. Mặt Thẩm Bích Quân cười tươi, quơ quơ tấm vé máy bay trong tay. Đúng là vé đi tương Tây. Chu Dương không biết phải làm sao, người của mình nhiều như thế cũng đã đến rồi, muốn quay về cũng không được nữa. Nhưng cũng không thể thay đổi lịch trình. Nếu Thẩm Bích Quân đã biết rồi thì cùng đi vậy. Dù sao Chu Dương cũng lo Thẩm Bích Quân một mình ra ngoài gặp phải chuyện gì. Được rồi, đã vậy thì Thẩm Tổng cùng đi với chúng tôi đi, trên đường đi có người chăm sóc cũng tốt. Chu Dương bất đắc dĩ nói, như thế có tiện không? Không làm phiền đến không gian riêng của anh và Tạ Tổng chứ? Thẩm Bích Quân cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt hơi liếc về phía Tạ Linh Ngọc, giọng điệu lại có chút tự trách mình. Chu Dương biết là Thẩm Bích Quân cố ý, nhưng anh cũng không có cách nào cả. Từ chối thẳng Thẩm Bích Quân đi cùng. Nhưng trước đây cô ấy đã từng vì mình mà đỡ hậu nhát dao. Vì thế mà Thẩm Bích Quân đã bị thương nặng. Nếu không phải Giang Tiên Sinh cứu giúp e là tính mạng của Thẩm Bích Quân bị đe dọa rồi. Ân tình này, Chu Dương luôn nhớ trong lòng, trước giờ không dám quên. Không, lần này chúng tôi chủ yếu là vì đi thăm Manh Manh. Chu Dương cười đau khổ nói. Bởi vì lúc này, phía bên trong cánh tay phải của anh đang bị một bàn tay ra sức véo. Không cần nghĩ Chu Dương cũng biết là Tạ Linh Ngọc đang tỏ ý không vừa lòng. Dù sao trước đó khi nói chuyện với Tạ Linh Ngọc, cũng không nói là muốn đưa cả Thẩm Bích Quân đi. Nếu không thì Tạ Linh Ngọc có thể sẽ không đến rồi. Tô Hiểu Manh, may quá, tôi cũng đi thăm cô ấy, nhớ cô ấy quá. Thẩm Bích Quân cười nói. Thế là mọi người cùng nhau lên máy bay, cùng bay đến tương Tây. Tương Tây, máy bay hạ cánh, mọi người ra khỏi sân bay. Buổi biểu diễn của Rocket Girl sẽ tổ chức ở Trường Sa, tỉnh lỵ của tương Tây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì thế lần này họ bay thẳng đến Trường Sa. Trương Kiệt, cậu đưa họ đến Trương gia nhé, chuẩn bị trước một chút, tôi còn phải ở Trường Sa thăm một người bạn. Chu Dương quay đầu lại nói với Trương Kiệt ở đằng sau. Lần này anh dẫn theo không ít người, đều là vì giúp Trương gia đối phó với tứ đại gia độc kia. Lúc Trương Kiệt vừa nhìn thấy những người này, vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng trên đường đi cậu ấy nói chuyện với họ rất nhiều, trong lòng dần dần trấn tĩnh lại. Trong số những người này, không chỉ có ông chủ công ty lớn, mà cũng có người phụ trách tiểu liên minh. Thậm chí, đến cả Tô gia cũng sắp xếp người đi cùng đến đây. Đội hình như thế này, mặc dù nói là không thể đánh bại tứ đại gia tộc, nhưng vẫn đủ để chống lại một vài phần. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho họ ổn thỏa. Lần này có thể mang hy vọng từ Đông Hải về, trong lòng Trương Kiệt xúc động, tự nhiên đồng ý ngay. Cho dù Chu Dương không nói thì cậu ấy cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những người này. Cuối cùng, bên cạnh Chu Dương chỉ còn lại Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân. Còn có Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên là vệ sĩ, tất nhiên sẽ không rời khỏi Chu Dương, nếu không một khi sự việc từng bị ám sát trước đây xảy ra một lần nữa thì Ngưu Xuyên sẽ áy náy đến chết. Mục đích của Chu Dương lần này là để đưa Tạ Linh Ngọc đi chơi một chuyến, thư thái đầu óc, thoải mái tinh thần,
vì thế Tạ Linh Ngọc tất nhiên cũng phải ở bên cạnh. Mặc dù Trần Hân chủ động nói ra là muốn cùng nhau đến đây, nhưng nề mặt Trần Thế Hào, Chu Dương cũng sẽ không đuổi cô ấy đi. Thế là mọi người đều nhìn về phía Thẩm Bích Quân. Nhìn tôi làm gì, tôi thực sự là đến thăm Manh Manh. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Thẩm Bích Quân ưỡn ngực, rất điềm tĩnh nói. Lần này cô ấy quyết tâm phải đi cùng Chu Dương, cho dù Chu Dương nói gì, làm gì, cô ấy đều phải đi cùng. Được, nhưng cô không được chạy lung tung, đến lúc đó lạc mất, không tìm được chúng tôi thì đừng có khóc nhè. Chu Dương cười và nói đùa. Ngay sau đó, mấy người đã tìm được khách sạn, mỗi người ở một phòng. Đều là người có tiền nên tất nhiên sẽ không tính toán gì cả. Chu Dương muốn ở cùng một phòng với Tạ Linh Ngọc, dù gì họ cũng là vợ chồng, nhưng lại bị Tạ Linh Ngọc từ chối không thương tiếc. Ha ha, ý đồ quái quỷ của ai đó, ai mà chẳng biết. Thẩm Bích Quân cầm thẻ phòng, kéo hành lý, đi đến bên cạnh Chu Dương, lạnh lùng nói. Cảnh vừa rồi cô ấy đã thấy rõ mồn một, Chu Dương muốn ở chung phòng nhưng Tạ Linh Ngọc lại cứ đòi lấy hai phòng. Bây giờ, Tạ Linh Ngọc đã kéo hành lý lên tầng, chỉ còn lại một mình Chu Dương ở đây trong lòng buồn bã. Tự chăm sóc bản thân nhé, vết thương vẫn chưa lành hẳn đã đòi chạy ra ngoài. Chu Dương trừng mắt nhìn Thẩm Bích Quân, rồi đi thẳng về phòng của mình. Nhưng cũng may là mấy người đều lấy phòng cùng lúc, hơn nữa được dặn dò cẩn thận nên phòng của họ đều nối tiếp nhau, cùng trên một dãy hành lang. Thu dọn một hồi, Chu Dương gọi mọi người đến. Anh đã mua xong vé buổi biểu diễn của Rocket Girl, lúc đầu là đã mua 10 tấm, đến lúc đó để phòng khi cần đến. Mà bây giờ chỉ có 5 người. Đây cũng không phải việc to tát gì, 5 tấm vé thôi mà. Buổi biểu diễn của Manh Manh vào lúc 9 giờ tối ở sân vận động trung tâm thành phố, chắc là bây giờ chúng ta phải đi thôi. Chu Dương quơ quơ tấm vé trong tay, phát cho mỗi người một tấm. Họ ở khách sạn Hilton, đây cũng là một khách sạn 5 sao. Mà từ đây đến sân vận động ít nhất cũng phải đi xe mất 30 phút. Trên đường đi còn có những việc xảy ra đột xuất như tắc đường, vì vậy xuất phát trước 1 tiếng 30 phút khá là hợp lý. Mấy người gieo hò cổ vũ một trận. Nhất là Tạ Linh Ngọc và Trần Hân. Trần Hân vốn là bạn của Tô Hiểu Manh, hai người thậm chí đã biết nhau từ rất lâu rồi. Tiệc sinh nhật của Trần Hân, Tô Hiểu Manh cũng tham gia. Còn Tạ Linh Ngọc thì là nảy sinh quan hệ tình cảm trong thời gian quen biết nhau. Hơn nữa buổi biểu diễn rất náo nhiệt nên hai người đều vô cùng mong đợi. Chương 277. Rất nhiều người đang quan tâm đến lịch trình của Rocket Girl. Là một nhóm nhạc thần tượng hot nhất gần một năm nay, ba cô gái của Rocket Girl khiến vô số người điên đảo. Buổi biểu diễn ở Trường Sa không thua kém gì so với buổi biểu diễn ở thành phố Đông Hải. Đặc biệt là nghe nói trong buổi biểu diễn ở thành phố Đông Hải, Tô Hiểu Manh gặp phải một vụ ám sát, rất đông fan hâm mộ càng phẫn nộ. Lúc đoàn của Chu Dương tới nơi, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ biểu diễn. Mà cũng đã bắt đầu soát vé từ sớm rồi. May mà chúng ta đến trước 1 tiếng 30 phút, không thì chắc chắn sẽ bị muộn. Chu Dương cũng thấy may mắn. Mặc dù anh cũng đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn không ngờ đường lại đông như thế. Từ khách sạn đến sân vận động không đến 30 phút lái xe, mà anh đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Có thể thấy đường đông như thế nào. Quan trọng nhất là, trên đường đi hầu hết xe cộ đều đi về hướng sân vận động, và điểm đến của họ cũng đều giống nhau. Buổi biểu diễn của Rocket Girl, soát vé nào, lần này tôi đặt vé, đều là vé VIP cả. Chu Dương vừa đi vừa cười nói, dẫn mọi người đến cửa soát vé. Nhưng lần này anh không ngớ ngẩn đi từ cửa soát vé phổ thông, mà đi thẳng đến cửa vào cho khách VIP. So với cửa soát vé phổ thông thì cửa vé VIP ít người hơn nhiều. Dù sao vé phổ thông cũng mấy trăm tệ, cho dù như thế thì cũng là nhiều người cắn răng mới dám mua. Mà vé VIP hơi tí đã vài nghìn tệ, thậm chí là gần 10.000 tệ. Căn bản là không phải người bình thường nào cũng có thể chi trả được. Huống hồ là các fan hâm mộ của Rocket Girl, đa số đều là học sinh, họ không có khả năng kinh tế để chi trả vé vào cổng đắt đỏ như thế này. Đoàn người của Chu Dương xuất hiện ở cửa vào cho khách VIP, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không phải vì cái gì khác mà là ba cô gái xinh đẹp trong đoàn của Chu Dương quá gây chú ý. Trần Hân thì hơi nhỏ bé, nhưng có thể thấy vô cùng dễ thương. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đều là kiểu phụ nữ thành công. Điều khác là, Thẩm Bích Quân lúc này đã cởi bỏ thân phận tổng tài của mình, hoàn toàn là một cô gái bình thường đến xem biểu diễn, thế nên trên người cô ấy toát ra vẻ hoạt bát và đầy sức sống. Nhưng Tạ Linh Ngọc lại nắm chặt tay Chu Dương, vô cùng căng thẳng. Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh có thể cảm nhận từ tay của Tạ Linh Ngọc lúc này rất lung túng.
tay cô ấy thậm chí không ngừng run lên. Phải biết rằng, Tạ Linh Ngọc là tổng tài của mỹ phẩm Duyệt Kỷ, từng gặp rất nhiều kiểu người. Nhưng bây giờ lại căng thẳng đến phát run lên. Đừng căng thẳng, coi như là em đến kiểm tra quầy hàng của công ty. Chu Dương khế vỗ về. Chu Dương chắc đã đoán được tại sao Tạ Linh Ngọc lại căng thẳng như vậy. Trước đây cô ấy đều lấy thân phận tổng tài xuất hiện trong phạm vi công chúng, mà bây giờ lại là thân phận của một người bình thường. Quan trọng nhất là trước đây không có nhiều người dám nhìn cô ấy chằm chằm như vậy. Mà bây giờ là tùy tiện soi mói, Chu Dương nhìn thấy ít nhất có hơn trăm ánh mắt đổ dồn về phía Tạ Linh Ngọc. Cứ thế này, không căng thẳng mới là lại những người này là ai thế? Không biết, vậy mà lại có ba đại mỹ nhân, thật là có diễm phúc quá. Đúng thế, đến cả thiếu gia của Giang gia, chỉ sợ là cũng không công khai bằng anh ta. Ha ha, chúng ta nhìn đã mắt là được, mong là người đó tốt nhất đừng gặp phải thiếu gia của Giang gia, nếu không thì ba đại mỹ nhân bên cạnh anh ta có thể sẽ gặp họa. Mọi người nhìn ba người Tạ Linh Ngọc, ánh mắt nồng nhiệt, nhưng lại vô cùng kiềm chế. Bởi vì họ biết thân phận của mình, cũng biết đoàn của Chu Dương chắc chắn thân phận không hề đơn giản. Từ cửa VIP đi vào thì đã là gì? Quan trọng là có ba đại mỹ nhân đi cùng. Cần phải biết định nghĩa của việc đi cùng đại mỹ nhân, thường là người có tiền mới có thể có được. Ba vị mỹ nhân, nhìn hơi lạ mặt, không biết là từ đầu đến vậy. Đang lúc Chu Dương họ đang chuẩn bị soát vé thì một giọng nói không hòa dịu cho lắm từ sau lưng vọng đến. Ba người Tạ Linh Ngọc liền cau mày, kiểu giọng điệu lỗ mãng này, khiến các cô ấy rất không vừa lòng. Thế này giống như các cô ấy là con gái đi trên phố, rồi tùy tiện để người khác chọn lựa. Không cần quan tâm, Chu Dương chau mày, biết không nên gây sự trước cổng buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh, một khi gây rối bị người khác khai ra, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Tô Hiểu Manh và Rocket Girl. Ba vị mỹ nhân không giữ thể diện cho nhau gì cả, lẽ nào coi thường Giang Bắc tôi sao? Thấy ba người Tạ Linh Ngọc không phản ứng gì, người đứng đằng sau giường như hơi tức giận, nhưng nhiều hơn cả là sự phấn khích như là nhìn thấy con môi. Là Giang Bắc, đại thiếu gia Giang gia. Không ngờ họ vẫn gặp phải Giang Bắc, lúc này là chạy đâu cho thoát. Ôi, tiếc quá, làm gì thì làm, không nên đưa theo ba cô gái xinh đẹp cùng ra ngoài, đây chẳng khác nào dâng đến tận miệng đại thiếu gia sao. Còn gì nữa, mỹ nhân của Trường Sa cơ bản đều bị thịt hết rồi, không dễ gì mà có vài gương mặt còn tồn tại được, lần này bị Giang Bắc gây họa rồi. Mọi người nói xem, mấy người này có phải từ nơi khác đến không? Chắc chắn là phải rồi, Trường Sa chúng ta, có ai là không biết Giang thiếu gia chứ? Mọi người ai nấy đều một phen kinh hãi, nhao nhao bàn tán về người tự xưng là Giang Bắc. Chu Dương bọn họ cũng nghe ngóng được rất nhiều, trong lòng cũng có hiểu biết nhất định về Giang Bắc này. Nói tóm lại, Giang Bắc chính là một tên đại háo sắc, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ không đàng hoàng. Sắc mặt Chu Dương hơi thay đổi, trong lòng có chút khác thường. Vì Giang gia của Trường Sa này, anh có nghe nói qua, hơn nữa là nghe từ mồm Trương Kiệt. Trong số tứ đại gia tộc tấn công Trương Kiệt có Giang gia của Trường Sa. Nhìn bộ dạng tên Giang Bắc này, chắc cũng là người của Giang gia. Chu Dương trong lòng cười khẩy, bản thân chưa kịp đi tìm, đối phương lại chủ động đưa đến tận cửa. Không nể mặt thì sao? Coi thường cậu thì đã sao? Cậu là cái thá gì chứ? Chu Dương bỗng dưng quay người, nhìn chằm chằm Giang Bắc ở phía sau, lạnh lùng nói. Giang Bắc ăn mặc kiểu hip hop, nhìn qua giường như rất phóng khoáng, hơn nữa lúc này hai tay hắn, mỗi tay đã ôm một mỹ nữ. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này, vẫn thèm thuồng nhìn ba người Tạ Linh Ngọc. Trần Hân nhỏ tuổi nhất, chưa từng gặp chuyện như thế này, cũng chưa từng cảm nhận ánh mắt trắng trợn như thế này bao giờ, nên hơi sợ hãi, cứ trốn đằng sau Chu Dương. Chỉ dám lỗ ra một góc mặt, nhìn ra phía trước. Chu Dương vừa dứt lời, dường như trước cửa sân vận động đều yên lặng hẳn. Tất cả mọi người nhìn Chu Dương, sợ ngây người. Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đó chính là Giang Bắc, đại thiếu gia của Giang gia ở Trường Sa, tung hoành ngang dọc ở thành phố Trường Sa hơn chục năm, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn ta như thế. Bởi vì trước đây người đầu tiên nói chuyện với hắn ta như thế, bây giờ đã không tìm thấy nữa rồi. Hê hê, hê hê, ha ha. Giang Bắc hình như rất lâu rồi không nghe thấy những lời thế này, cười khẽ hai tiếng, rồi liền cười sằng sặc. Nhưng sắc mặt của hắn cũng dần dần chuyển sang tối sầm. Mày biết đang nói chuyện với ai không? Giang Bắc cười lạnh lùng nói. Hắn bây giờ đã đang suy nghĩ xem nên xử lý Chu Dương như thế nào rồi. Nhưng nể tình ba mỹ nhân đó, Giang Bắc nghĩ hay là mình bỏ qua cho Chu Dương, coi như thủ lao hắn đã đưa ba mỹ nhân đó đến. Giang Bắc hắn đi khắp Trường Sa, từ trước tới nay không lợi dụng người khác bao giờ. Tôi không điếc,
lẽ nào trí nhớ cậu có vấn đề? Những lời bản thân vừa nói đều quên hết rồi sao? Chu Dương nhìn Giang Bắc chế giễu, không phải vì hắn là Giang Bắc mà anh kiêng dè. Được, tốt lắm, Giang Bắc vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn Chu Dương như nhìn một người chết. Chương 278. Trong nháy mắt, Chu Dương trở thành trung tâm của sự chú ý, bầu không khí xung quanh đột nhiên im lặng. Tất cả những người đang đợi soát vé đều há hốc mồm, nhìn Chu Dương như một tên điên. Bọn họ cô dám tin vào những gì tai của mình vừa nghe được. Trước mặt Giang Bắc, Chu Dương lại nói có phải não của cậu có vấn đề rồi không? Anh ta điên rồi à? Dám nói như vậy với Giang Bắc? Đúng thế, đã bao lâu rồi chúng ta không nghe thấy có người dám nói như vậy với Giang Thiếu Gia? Không nhớ nữa, người lần trước nói như vậy với Giang Thiếu Gia, giờ đã mất tăm rồi từ lâu rồi. Hai, đáng tiếc, bên cạnh anh ta có thể có ba đại mỹ nhân như vậy thì chắc chắn cũng là một người không hề bình thường, nhưng chọc vào Giang Thiếu Gia thì cho dù anh ta có thêm một cái đầu cũng không có tác dụng gì. Mọi người liên tục lắc đầu, vẻ mặt lấy làm tiếc. Có thương tiếc, ắt cũng có giễu cợt. Giang Bắc ở thành phố Trường Sa mặc dù luôn ngang ngược nhưng lại kết giao với không ít bạn bè. Những người bạn này thường nhận được không ít lợi ích từ Giang Bắc, gặp phải chuyện gì cũng luôn chủ động giúp Giang Bắc giải quyết. Bây giờ Chu Dương sỉ nhục Giang Bắc trước mặt bọn họ như thế, tự nhiên làm cho bọn họ phẫn nộ vô cùng. Thằng kia, mày đang nói linh tinh gì thế? Có tin là hôm nay bọn tao khiến mày không đi nổi nữa không? Quỳ xuống xin lỗi Giang Thiếu Gia mau lên, ngoan ngoãn giao ba đại mỹ nhân ra đây, nếu tâm trạng tốt, bọn tao còn có thể xem xét bỏ qua cho chúng mày. Mấy thanh niên đi theo sau Giang Bắc chỉ vào Chu Dương, chửi bới một hồi, vẻ mặt hung hăng vô cùng. Hình như trong mắt bọn họ, Chu Dương là một tên nhãi nhép có mắt như mù, vốn không cần thiết để bọn họ đối đãi tử tế, chỉ cần một câu nói của mình, sẽ khiến Chu Dương quỳ xuống nhận sai. Dù sao thì những lời như vậy bọn họ mấy năm nay đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều có hiệu quả, từ trước tới giờ không có ai là ngoại lệ. Thế nhưng khi bọn họ nói xong, Dương Dương tự đắc, chuẩn bị xem Chu Dương quỳ xuống nhận lỗi, thì lại phát hiện Chu Dương không hề nhúc nhích vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không chỉ có Chu Dương, mà đến cả mấy người đi cùng Chu Dương cũng thờ ở không phản ứng. Lúc này, hoàn toàn chọc tức những người này. Thằng kia, mày điếc à, không nghe thấy đúng không? Xem ra tạo phải dạy dỗ mày, để mày biết thế nào là lợi hại. Một thanh niên tóc vàng cười nhạt một tiếng, vung nắm đấm về phía Chu Dương, vẻ mặt cười mỉa mai. Hắn vốn không thèm để ý đến mấy người Chu Dương, ra tay cũng nhẹ nhàng ẻo lả, không hề bài ban. Ngay tức khắc, rất nhiều người đều né ánh mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo. Dù sao cảnh tượng thế này bọn họ cũng đã từng thấy trước đây, nhưng mỗi lần, người dám thách thức những người này cuối cùng đều không có kết cục tốt. Mọi người gần như đã có thể tưởng tượng được kết cục của Chu Dương. Bịch, một âm thanh vang dội, mọi người trong lòng run lên. Ôi, lại phế đi một người. Mọi người không thể chịu nổi, mở to mắt xem Chu Dương thế nào. Nhưng khi họ mở mắt nhìn, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tưởng tượng nổi, thậm chí há hốc mồm không ngậm lại. Bởi vì, lúc này Chu Dương bình yên vô sự đứng yên tại chỗ. Một người sau lưng anh đứng ra, đấm tên tóc một đấm. Cảnh tượng mà mọi người tưởng tượng không xảy ra, ngược lại, sắc mặt tên tóc vàng lúc này tái mét, cánh tay run rẩy, cả người cũng đang run lập cập. A, tay của tao, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai, cánh tay phải của tên tóc vàng rũ xuống, cuống quýt kêu thảm thiết, thậm chí đứng không vững, quỳ phịch xuống. Yên lặng, lúc này tất cả mọi người đều im lặng, những người vừa rồi vẫn còn đang lo cho Chu Dương, lúc này đã sợ ngây ngẩn, chết lặng, ngơ ngác nhìn mọi việc trước mắt. Vì rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người, cổng soát vé lúc đó đóng lại, đoàn người xếp hàng ngày càng kéo dài. Trời ơi, chuyện này là gì vậy? Vừa rồi có ai thấy không? Sốt cục là có chuyện gì vậy? Tôi không biết, tôi chỉ nghe thấy một tiếng ầm, sau đó mở mắt ra đã thế này. Tôi nhìn thấy, người đó đấm một đấm đánh ngã tên tóc vàng. Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng gãy xương. Mọi người nhìn qua mới phát hiện, cánh tay phải của tên tóc vàng rũ xuống một bên, rõ ràng là đã gãy. Còn Ngưu Xuyên người đầm tên tóc vàng vẫn bình yên vô sự, tựa như người ra tay vừa rồi không phải là cậu ấy. Là một cao thủ, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Ngưu Xuyên đều thay đổi. Trần Phóng. Thấy tên tóc vàng thê thảm như vậy, Giang Bắc cũng hơi kinh ngạc, người đằng sau hắn bỗng hô to lên. Mấy người vội vàng đi lên, đỡ tên tóc vàng Trần Phóng dậy. Giang Thiếu Gia, trả thù cho tôi. Trần Phóng đi sang bên cạnh Giang Bắc,
mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ và thù hận. Hắn lúc này không chỉ là vô cùng căm hận Chu Dương, mà còn ghét cay ghét đắng tên đã ra tay đánh gãy cánh tay của mình tột cùng. Chỉ cần có cơ hội, Trần Phỏng nhất định sẽ không lưỡng lự mà xử lý mấy người Chu Dương. Hừ, đồ ăn hại, giờ mà còn không biết xấu hổ bảo tao báo thù, đưa nó đi. Giang Bắc lườm Trần Phỏng, hừ lạnh lùng một tiếng, có thể thấy hắn rất khó chịu. Lúc đầu, Trần Phỏng là người bên Giang Bắc ra tay đầu tiên, Giang Bắc muốn lần đầu ra quân phải làm mất mặt Chu Dương, khiến bọn họ biết mình đang phải đối diện với sự thật như thế nào. Sau đó, tốt nhất là có thể đe dọa mấy người Chu Dương, khiến Chu Dương chủ động giao ba mỹ nhân ra. Cứ như vậy, sau này thành phố Trường Sa chắc chắn sẽ lại một lần nữa lưu truyền một câu chuyện ca tụng có liên quan đến Giang Bắc hắn. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Trần Phỏng làm hỏng. Đến Giang Bắc cũng không ngờ được rằng, Trần Phỏng người trước đây có thể đánh đấm nhất, mà đối diện với đối phương một đấm cũng chẳng đỡ được. Lúc này, trong lòng Giang Bắc có chút nghiêm túc, Tăng Cùng, lên đi, đập gãy hai cánh tay của tên đó, báo thù cho Trần Phỏng. Vẻ mặt Giang Bắc nham hiểm, ánh mắt lóe lên sự dữ tợn. Đã bao lâu rồi không có ai dám làm càn trước mặt mình. Không chỉ làm ngơ lời nói của mình, mà còn dám chống đối mình. Thậm chí, còn dám ra tay đánh người của mình bị thương. Nếu việc này đồn ra ngoài, thể diện của Giang Bắc hắn biết để vào đâu. Lúc này, bọn họ nhất định là một đi không trở lại. Tăng Cùng sau khi nhận được lệnh, cũng chậm chậm đi ra. Tăng Cùng dáng người cao to, được cho là thân hình cao to nhất trong số những người đằng sau Giang Bắc, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua trông lực lưỡng đầy sức mạnh. Trời ạ, hóa ra là hắn ta, Tăng Cùng, nghe nói là thuộc hạ của Giang Bắc đánh nhau giỏi nhất. Đúng vậy, tôi nghe nói rồi, Tăng Cùng này trước đây là một võ sĩ quyền Anh đai đen, từng đánh bại rất nhiều võ sĩ quyền Anh nổi tiếng, cũng từng đạt được đai vàng của võ đài ngầm. Thế hắn bây giờ sao lại nấp dưới tay Giang thiếu gia? Nghe nói hắn đắc tội với người ta, người đó nói phải phế bỏ Tăng Cùng, sau đó hình như là Giang gia thu nhận hắn, để hắn bảo vệ Giang Bắc. Ôi, xem ra lần này đám người này trốn không thoát rồi. Trần Phỏng cũng chỉ là một tên lính quèn, Tăng Cùng này mới là một cao thủ. Chương 279. Lúc này mọi người lại nhìn mấy người Chu Dương, thầm thở dài. Mọi người liên tục lắc đầu, cảm thấy có chút gì đó không đáng cho mấy người họ. Giang Bắc không thể cưỡng lại vẻ đẹp của các cô gái xinh đẹp, dường như gặp được ai cũng phải cướp về tay mình. Điều này ở thành phố Trường Sa đã không còn là bí mật gì nữa. Nếu Chu Dương đủ thông minh, lúc này, nên chủ động dâng hiến ba người đẹp đó cho Giang Bắc, nếu như vậy, nói không chừng khi Giang Bắc vui, sẽ không quấy rầy bọn họ nữa. Sau khi mất đi ba người phụ nữ này, còn có thể tìm lại, cần gì giữ chắc thế. Thằng kia, Giang thiếu gia để tạo xử lý mày, nhưng tạo cho mày một cơ hội, tự phế đi hai tay của mày, thì tạo dễ ăn nói với Giang thiếu gia, bằng không, nếu tạo mà ra tay, thì mày bị phế không chỉ là hai tay không đâu. Thân hình cao lớn của Tăng Cùng làm cho người khác cảm giác áp bức hoàn toàn. Hắn đi một mạch về phía hội Chu Dương, người bên cạnh không dám tùy tiện thở mạnh, tất cả đều nín thở, đợi đến khi Tăng Cùng đi qua, lúc này mới như rũ bỏ trọng trách thở phào một cái. Mày nói nhảm nhiều quá rồi, Ngưu Xuyên lạnh lùng nói. Trong mắt người khác, Tăng Cùng khả năng là không thể lay chuyển được, chỉ nhìn đã cảm thấy thở dồn dập. Nhưng theo Ngưu Xuyên thấy, toàn thân Tăng Cùng đều có sơ hở. Một khi hai bên đánh nhau, Ngưu Xuyên thậm chí có thể chỉ trong ba chiêu sẽ đánh Tăng Cùng đến không thể chống đỡ được. Còn Tăng Cùng, đến áo của Ngưu Xuyên cũng không thể động tới được. Muốn chết, ánh mắt Tăng Cùng đơ cứng, dường như không ngờ Ngưu Xuyên sẽ nói như vậy, nhếch miệng cười gắn, tựa như bóng ma lao về phía Ngưu Xuyên. Trời ơi, cẩn thận, gọi 120 nhanh lên, nếu không e là có tai nạn chết người. Có người liên tục hô lên, nhưng lại không muốn nhắm mắt lại. Dù sao tiếng tăm của Tăng Cùng cũng nổi tiếng khắp bên ngoài, nhưng những người từng thấy hắn ra tay lại chẳng có mấy ai. Bởi vì trước đây vốn không có ai dám chọc tức Giang Bắc, tất nhiên sẽ không đến lượt Tăng Cùng ra tay. Một tiếng rất to mọi người nhìn về phía trước, thấy thân hình to lớn của Tăng Cùng, hai nắm đấm như cái búa đánh vào Ngưu Xuyên cùng một lúc. So với nắm đấm bình thường của Ngưu Xuyên, mọi người cảm thấy Ngưu Xuyên chắc sẽ bị Tăng Cùng đánh bay. Nhưng cảnh tượng này lại không xảy ra. Ngược lại, Ngưu Xuyên vẫn đứng yên tại chỗ, không lùi nửa bước. Còn Tăng Cùng mặt đỏ bừng bừng, thậm chí dưới chân còn có dấu hiệu hơi lùi về phía sau. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh, đây là Tăng Cùng cựu vô địch quyền Anh đấu trường ngầm, bây giờ là vệ sĩ của Giang Bắc, gần như không có đối thủ ở Trường Sa. Bây giờ,
lại bị một người trông không đáng để ý tới, gần như đánh lùi về sau. Điều này quả thật là phá vỡ cảm nhận của rất nhiều người. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Tăng Củng lại bị người này đánh lùi về phía sau. Anh không nhìn nhầm đâu, tôi cũng nhìn thấy, hơn nữa mặt Tăng Củng đỏ bừng, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là dùng hết sức mình, nhưng mọi người nhìn người đó xem. Có người chỉ vào Ngưu Xuyên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt ngoài sự kinh hãi ra, còn có thêm sự khâm phục. Theo như nhận xét của người chỉ tay về phía Ngưu Xuyên, những người khác cũng phát hiện ra điểm khác với bình thường, rối rít tỏ vẻ ngưỡng mộ. Sắc mặt Ngưu Xuyên không đỏ bừng như Tăng Củng, toàn thân cũng không cơ bắp cuồn cuộn, nhìn giống như vừa làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí, cậu ấy còn cười thản nhiên. Hi, mọi người liền hít một hơi nhẹ nhàng. Đây rõ ràng là vẫn chưa dùng hết sức, còn Giang Bắc lúc này sắc mặt xám xịt. Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Tăng Củng, Ngưu Xuyên và Chu Dương. Hắn tuyệt đối không ngờ, mình để Tăng Củng ra tay lại không thể phế được Ngưu Xuyên. Không chỉ không phế nổi, thậm chí Tăng Củng cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên. Lai lịch của người này thế nào? Một người bình thường lại có bản lĩnh này. Lúc này, trong lòng Giang Bắc đã có chủ ý rút lui. Hắn biết một vài chuyện, như là kiểu người như Tăng Củng, sẽ không tùy tiện đi theo người khác. Hắn có thể làm vệ sĩ của mình chủ yếu là vì báo đáp ân huệ Giang gia thu nhận hắn năm đó. Hơn nữa, ân tình này cũng chỉ kéo dài 3 năm. Bây giờ đã là năm thứ 3 rồi, đợi hết năm nay, Tăng Củng sẽ rời khỏi Giang gia. Tăng Củng đã thế này, vậy người mạnh hơn hẳn thì sao? Muốn phế tạo, thì mày chưa đủ tư cách. Ngưu Xuyên âm thầm cảm nhận được sức mạnh của Tăng Củng, nhưng trước mặt cậu ấy, chẳng là gì cả. Thậm chí, lúc đó ở viện điều dưỡng gặp tên hộ vệ kia, còn khỏe hơn nhiều so với Tăng Củng. Xuyên tử, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Chu Dương nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Anh rất tin tưởng năng lực của Ngưu Xuyên. Dù sao, ngay cả hộ vệ bên cạnh Phương Đại Tưởng cũng không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên. Bây giờ chưa đến 10 phút nữa là đến giờ chính thức bắt đầu buổi biểu diễn. Đợi soát vé đi vào trong còn phải tìm chỗ của mình, không chắc là còn kịp thời gian. Chu Dương cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vâng, Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, nhếch miệng, cười lạnh lùng với Tăng Củng, lập tức dùng lực trong tay. Ram, một âm thanh vang dội, Tăng Củng không chịu nổi, bị đánh bay thẳng ra ngoài, rớt vào giữa đám đông, đụng phải bao nhiêu người. Với thân hình cao to của Tăng Củng, còn bị lực vật mạnh đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng nổi. Bỗng có nhiều tiếng kêu rên xung quanh, tất cả bọn họ đều bị Tăng Củng đụng phải làm cho bị thương. Chỉ là đồ phế vật mà cũng dám ngông cuồng nói phế bỏ tao. Ngưu Xuyên cười khẩy, rồi nhìn về phía đám người Giang Bắc. Lúc này, Giang Bắc cảm thấy mình như bị một tên dã thú nhìn chằm chằm, đột nhiên nổi hết da gà, trong lòng liên tục cảnh giác, thậm chí cảm thấy tinh thần bất ổn. Liền quỳ xuống khuất phục. Còn mày, cũng xứng để nói chuyện với anh Dương. Không biết trời cao đất dày. Ngưu Dương nói, bước về phía Giang Bắc, thiếu đi Tăng Củng, phía Giang Bắc hoàn toàn không có ai là đối thủ của Ngưu Xuyên, hơn nữa tất cả bọn họ đều bị khí thế vừa rồi của Ngưu Xuyên dọa một phen, nên lúc này vẫn đứng yên tại chỗ, không phản ứng gì. Sau đó, Ngưu Xuyên giơ bàn tay lên, vung một cái. Bốp! Một tiếng bạt tai vọng đến, mọi người bây giờ mới bừng tỉnh. Liền há mồm trợn mắt. Chỉ thấy Ngưu Xuyên vung một cái tát vào mặt Giang Bắc, lập tức hất Giang Bắc bay ra ngoài, đến khi đụng phải người phía sau hắn, mới dừng lại. Gò má bên phải của Giang Bắc đã sưng đỏ lên, thậm chí nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa. Bản thân Giang Bắc bị cái bà tại này làm cho choáng váng, tinh thần hơi mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu. Thứ đồ rác rưởi, còn không mau cút đi. Ngưu Xuyên quát lên một tiếng, lập tức quay người đi về phía Chu Dương. Anh Dương, được chứ, không làm anh mất mặt. Ngưu Xuyên cười ha ha nói, không còn vẻ hung dữ như vừa rồi. Còn những người khác thấy bộ dạng này của Ngưu Xuyên cũng âm thầm kinh hãi. Khi cảm thấy khâm phục kinh ngạc đối với Ngưu Xuyên, bọn họ lại càng cảm thấy hứng thú với Chu Dương. Có thể thu phục người có thực lực mạnh mẽ giống Ngưu Xuyên như thế này, tuyệt đối không thể nào là một người bình thường. Hơn nữa, lúc Chu Dương đối mặt với Giang Bắc, thái độ không hề kiêu ngạo đó càng khiến người khác tò mò về lai lịch của anh. Dường như, thành phố Trường Sa từ trước tới nay không có ai như vậy. Chương 280. Làm tốt lắm, đối phó với loại người này, phải kiên quyết dạy cho hắn một bài học, nếu không hắn không biết mình là ai. Chu Dương cười nói, cũng không quan tâm phản ứng của Giang Bắc. Dù sao hai bên cũng đã có thủ oán,
Chu Dương còn làm Giang Bắc mất mặt trước mặt mọi người, muốn làm hòa e là không thể. Hơn nữa, Giang gia còn là một trong tứ đại gia tộc bao vây tấn công Trương gia. Chu Dương lần này đến Tương Tây là để giúp Trương gia đối phó với tứ đại gia tộc này. Vì vậy, trước khi Chu Dương gặp Giang Bắc, hai bên đã định trước là sẽ đứng ở phía đối lập nhau. Kha kha, anh Dương nói đúng, em cũng cảm thấy tên đó chẳng ra gì cả, hắn sao có thể tùy tiện nói chị dâu như vậy được. Nếu không phải ở đây đông người, em chắc chắn sẽ cho hắn ấn tượng sâu sắc. Ngưu Xuyên cười ha hả. Tạ Linh Ngọc lại cười khẽ một tiếng, mặt đột nhiên đỏ ửng lên. Thẩm Bích Quân bên cạnh nhìn một cái, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, nhưng lấy lại thần thái rất nhanh. Ngay lúc này, thấy mấy người Chu Dương dường như bình tĩnh, hoàn toàn không biết về việc đắc tội với Giang Bắc, tất cả mọi người vây quanh đều căng thẳng. Bọn họ đã khẳng định, mấy người Chu Dương không phải là người ở thành phố Trường Sa. Thậm chí, bọn họ có thể cũng không phải là người Tương Tây. Nếu không, mấy người Chu Dương không thể đối xử như vậy với Giang Bắc, bây giờ còn không có ruông lui. Trừ khi thế lực của Chu Dương lớn hơn nhiều so với Giang Bắc, so với Giang gia. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ hiện lên trong đầu của mọi người trong phút chốc, lập tức bị mọi người phủ nhận. Bọn họ biết địa vị của Giang gia, tự nhiên cũng cho rằng sẽ không có sự tồn tại nào lớn mạnh hơn Giang gia nữa. Nếu có thì cũng không thể chỉ là vì vài người phụ nữ mà đắc tội với đại thiếu gia của Giang gia là Giang Bắc như thế này. Chỉ e, những người này cũng có chút địa vị, chỉ hơi ngông cuồng, bọn họ vẫn chưa biết sự kinh khủng của Giang gia. Đúng thế, vì ba người phụ nữ thì thật là đáng tiếc. Mấy người này e là không ra khỏi Trường Sa được rồi. Theo tôi thấy, có lẽ bọn họ chỉ có thể chơi đùa vui vẻ vài giờ cuối cùng nữa, Giang thiếu gia chắc chắn sẽ tìm người đến xử lý bọn họ, cho dù người đó rất lợi hại, Tăng Củng cũng không là đối thủ của anh ta, nhưng cũng không phải là không ai địch nổi. Mọi người than thở, hoàn toàn thấy tiếc cho Chu Dương. Lúc này, Giang Bắc nổi cơn thịnh nộ, lửa giận bốc cháy rừng rực. Trần Phóng và Tăng Củng bị người đó đánh bại dễ dàng thì không nói. Người đó còn dám hét to cút. Quan trọng nhất là bây giờ bọn họ lại đang cười nói vui vẻ trước mặt mình, không hề để ý đến mình chút nào. Điều này khiến Giang Bắc cảm thấy bị sỉ nhục chưa từng có. Đây là sỉ nhục. Được, được lắm, Giang Bắc cười lớn hai tiếng, liên tục hô mấy câu được. Nhưng trong giọng nói đầy sự lạnh lùng, dám làm như vậy với Giang Bắc ta, trước nay chưa từng có, tao không cần biết bọn mày có phải là rồng rắn gì hay không, đã đến Trường Sa rồi. Thì rồng cũng phải đứng im, hổ cũng phải nằm xuống. Bọn mày có gan thì ở lại Trường Sa, nếu không xử lý được mấy người bọn mày, tên Giang Bắc ta sẽ viết ngược lại. Giang Bắc quát lên, hắn quả thật tức giận đến cực điểm, hai mắt đỏ rực, vẻ mặt đầy dữ tợn. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người dám như vậy với hắn. Không cần biết người khác sau lưng thế nào, nhưng trước mặt hắn lúc nào cũng kính cẩn như thường. Nhưng bây giờ, Giang Bắc hắn lại bị mấy người không biết danh tính sỉ nhục. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, tên Giang Bắc chắc chắn sẽ trở thành một trò cười ở Trường Sa, thậm chí là ở Tương Tây. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ được. Xuyên tử, xem ra có người vẫn không phục, giờ tôi không muốn nghe giọng hắn, cho hắn ngậm mồm vào đi. Chu Dương liếc Giang Bắc một cái, lạnh lùng cười nói. Vâng, anh Dương, Ngưu Xuyên gật đầu, không nói gì thêm, đi thẳng đến chỗ Giang Bắc lần nữa. Mày muốn làm gì? Giang Bắc trong lòng lo lắng. Tăng Củng, vệ sĩ của hắn đã bị Ngưu Xuyên hạ gục rồi, bây giờ hoàn toàn không có ai có thể bảo vệ hắn. Nếu Chu Dương muốn làm gì hắn thì không có ai sẵn lòng ra tay ngăn cản. Làm gì, anh Dương nói rồi, không muốn nghe thấy giọng mày nữa, thế nên cho mày im mồm. Ngưu Xuyên cọ hai nắm đấm vào nhau, cười lạnh lùng nói. Điều này khiến những người vây quanh cảm thấy lo lắng. Ngay lập tức, một ý tưởng hơi điên rồ hiện lên trong đầu mọi người. Anh ta không định phế bỏ cả Giang thiếu gia chứ? Chắc là không thể đâu chứ. Giang thiếu gia chính là đại thiếu gia của Giang gia, nếu bọn họ phê bỏ Giang thiếu gia, Giang gia có thể bỏ qua cho bọn họ không? Có đuổi đến chân trời góc bể cũng phải tìm ra bọn họ. Nhưng bây giờ, nếu bọn họ không phế bỏ Giang thiếu gia, lẽ nào Giang gia cũng có thể bỏ qua cho bọn họ? Tinh thần mọi người căng thẳng, mắt nhìn Ngưu Xuyên, đến chớp mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ mất cảnh tượng hay ho gì. Mày đừng có qua đây, tao là thiếu gia của Giang gia. Nếu mày dám động đến tao, bọn mày đừng hòng rời khỏi Trường Sa. Giang Bắc bây giờ thật sự hoảng hốt, trước đây không hề cảm thấy vậy, thứ nhất là thân phận đại thiếu gia của Giang gia có thể khiến hắn tung hoành bất cứ đâu ở Trường Sa, thậm chí là ở Tương Tây. Hai là, cho dù có gặp những kẻ có thân phận, địa vị ngang ngửa hắn, thì hắn cũng có Tăng Củng bảo vệ,
người bình thường không phải là đối thủ của Tăng Cùng. Nhưng bây giờ, Giang Bắc lại cho rằng hai chỗ dựa vững chắc đều không dùng được nữa. Tăng Cùng đã bị tàn phế, còn thân phận đại thiếu gia của Giang gia, đối phương căn bản là không thèm để ý. Ha ha, Giang gia thì giỏi lắm sao? Tôi muốn đi đâu thì đi đó, một Giang gia mòn mọn, không kiểm soát được tôi. Xuyên tử, đừng phí lời nữa. Chu Dương lạnh lùng cười nói, lời nói đầy sự coi thường. Giang Bắc muốn lợi dụng gia thế của Giang gia để uy hiếp anh, nhưng lại không biết lần này anh đến Tương Tây là để giúp Trương Kiệt đối phó với Giang gia. Bất luận hôm nay có xung đột hay không, sau đó đều sẽ có một cuộc đọ sức. Như vậy, không bằng khiến cho Giang gia hỗn loạn trước. Dù sao, Giang Bắc cũng là thiếu gia nhà họ Giang, hắn có chuyện thì Giang gia nhất định vô cùng phẫn nộ, chắc chắn sẽ truy xét tung tích thân phận của bọn họ. Nhưng Chu Dương lại không hề lo lắng. Vâng, Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, cũng không phí lời thêm, bước hai bước thẳng về phía trước, vung một đấm vào má bên phải của Giang Bắc. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, cằm Giang Bắc dường như hơi lệch, giống như chật khớp. Sau đó Ngưu Xuyên không dừng tay, đấm một cái vào trước ngực Giang Bắc, ngay lập tức từng trận rạn xương vang lên. Sắc mặt Giang Bắc bỗng chốc phờ phạc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, hai mắt trợn lên vì đau đớn dữ dội. Đến mức thét lên, sự đau đớn kịch liệt bỗng lan khắp cơ thể Giang Bắc, hắn hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu than nào. Ha ha, sau này, sáng mắt ra một chút, có một số người, không phải là mày có thể đắc tội được. Ngưu Xuyên quát một tiếng, duỗi chân đạp thẳng vào Giang Bắc. Búp, một tiếng rất to, Giang Bắc bị Ngưu Xuyên đá bay ra ngoài, đụng vào lan can phòng hộ đằng sau mới dừng lại. Lúc này Giang Bắc không thể đứng dậy được, co quắp dưới đất, cơ thể co giật từng trận một. Hi, tất cả mọi người trong lòng đều hít một hơi. Mọi người nhìn mấy người Chu Dương, trong lòng ngoài khâm phục còn có một chút hả hê. Chương 281. Giang Bắc bị tàn phế rồi. Đại thiếu Giang gia vậy mà lại bị những người trước mặt này làm cho tàn phế. Hơn nữa, đối mặt với uy hiếp cuối cùng của Giang Bắc, họ căn bản không thèm để ý. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, chấn động. Họ trước giờ chưa từng gặp ai thế lực mạnh như vậy, hơn nữa lại đối mặt với Giang gia. Phải biết rằng, Giang gia một khi tức giận, Chu Dương bọn họ có thể thật sự không đi Trường Sa được nữa. Dù mấy người Chu Dương là qua Giang Long, ở trước mắt con rắn độc Giang gia, e rằng dù có nói gì cũng vô ích. Hỏng rồi, Giang gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng điều này là như thế nào? Giang Bắc đã bị tàn phế rồi, Giang gia dù có phẫn nộ thế nào cũng không thể khiến Giang Bắc trở lại nguyên trạng được. Đúng vậy, xem dáng vẻ Giang Bắc, không nói xương sườn gãy rất nhiều, còn nội tạng bên trong cơ thể e là đều bị chấn động mạnh, dù phục hồi được những vết thương bên ngoài cũng không thể khỏe mạnh giống như trước được. Ừ, hiện giờ nhất định Giang gia đã nhận được tin tức, mấy người nếu còn không đi mau sợ là sẽ thật sự không đi được nữa. Dù bây giờ muốn đi e rằng cũng rất khó, đừng quên cùng với Giang Bắc, còn có những người khác của gia tộc, bọn họ nhất định sẽ giữ chân những người này lại. Trong lòng mọi người đều xuất hiện hàng trăm suy nghĩ. Một mặt khác, bọn họ nhìn thấy mầm tai họa Giang Bắc đã bị phế bỏ vô cùng vui sướng, từ nay về sau, Trường Sa sẽ mất đi một người phá hoại khiến người khác kinh hãi phiền lòng. Cũng phải nói, mấy người Chu Dương khiến Giang Bắc thành ra như vậy nhất định sẽ bị Giang gia báo thù. Sự báo thù này không ai dám tưởng tượng đến. Có điều, một khi mấy người Chu Dương bị Giang gia trả thù, những điều mà tất cả bọn họ phải đối mặt tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm gấp nhiều lần Giang Bắc. Nếu như mọi người vẫn tiếp tục đứng đây nhìn, cũng không sao, nhưng nếu trong nửa tiếng nữa không được đưa đến bệnh viện khả năng là hắn ta không thể sống nổi nữa. Ngưu Xuyên nhìn những người đi cùng Giang Bắc, lạnh lùng nói. Cậu ấy rất tự tin vào khả năng võ thuật của mình. Không cần nhìn Giang Bắc bây giờ đã rất thê thảm, hơi thở yếu ớt thoi thóp như sắp không qua khỏi rồi. Thế nhưng, những vết thương của Giang Bắc phần lớn đều là ngoại thương. Có điều dù là bị thương bên ngoài, nếu muốn hồi phục hoàn toàn cũng phải nằm trên giường 3 tháng trở lên. Nhưng sau 3 tháng vô vị này, Giang Bắc lại có thể bắt đầu gây chuyện lại ở Trường Sa. Bởi vì Ngưu Xuyên âm thầm ra tay, dường như khiến cho tên Giang Bắc bị tàn phế một nửa. Có điều, đây đều là thời gian quan trọng, dần dần, Giang Bắc mới phát hiện ra sức khỏe có vấn đề. Này, Giang thiếu gia, mau gọi điện thoại đến bệnh viện. Nghe thấy câu nói của Ngưu Xuyên, những người này mới bắt đầu có phản ứng, vội vã hoảng sợ, chạy đến bên cạnh xem tình hình của Giang Bắc. Sau khi xem tình trạng Giang Bắc, ai nấy sắc mặt cũng nặng nề, dần chuyển sang tái nhợt. Giang Bắc thật sự bị tàn phế rồi. Thế mà nhìn bọn họ bây giờ lại rất tốt. Nếu để Giang gia biết được, truy cứu trách nhiệm,
bọn họ nhất định không có kết cục tốt, kìm nén lỗi sợ hãi trong lòng, không ai lúc đó có tâm trí nói gì với Chu Dương, vội vã đưa Giang Bắc lên xe, lập tức đến bệnh viện. Đến khi mấy người đưa Giang Bắc đi khỏi, cửa soát vé của buổi biểu diễn lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn mấy người Chu Dương, đến cả nhân viên bảo an soát vé cũng ngẩn người mở to mắt. Ngay lúc này họ tận mắt nhìn thấy, Giang Bắc lộng hành ở Trường Sa đã bị người khác làm cho tàn phế. Đây nhất định sẽ là một tin động trời. Không cần đợi đến ngày mai, tin này sẽ được lan truyền rộng rãi. Ha ha, các vị cũng nhìn thấy rồi, không phải chúng tôi muốn kiếm chuyện, chỉ là có người không mở mắt ra nhìn, giờ phiền phức đã được giải quyết, buổi biểu diễn cũng đến lúc bắt đầu rồi, còn không mau vào trong. Chu Dương tự nhiên cũng nhìn thấy sự thay đổi của mọi người, khẽ cười, sau khi lấy vé qua cửa kiểm soát trực tiếp tiến vào sân vận động. Sau khi anh vào, đoàn người bên ngoài lập tức nhốn nháo. Tất cả đều đang bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Bọn họ càng tò mò về lai lịch của nhóm người Chu Dương, nháo nhào nghe ngóng, có rất nhiều người đem chuyện vừa xảy ra nói với bạn bè, lập tức thu hút được rất nhiều quan tâm. Chỉ một thời gian ngắn, dường như cả Trường Sa đều đã biết chuyện này. Đại thiếu Giang gia Giang Bắc bị đánh cho tàn phế, tin tức này cũng giống như gió thu rất nhanh truyền đi khắp Trường Sa. Không lâu sau, Giang gia đã biết chuyện. Giang gia, lúc đó trong sảnh nhà Giang gia đã tập hợp rất nhiều người, tất cả bọn họ đều là người nhà thân cận của Giang gia. Tất cả đều căm phẫn, trên mặt lộ rõ sự tức giận. Cũng có một số cười khẩy, không nhìn ra là có ý gì. Giang Bắc bị tàn phế, hiện đang được chữa trị trong bệnh viện, bọn họ đều đã biết thông tin. Trên thực tế, khi chuyện vừa mới xảy ra liền có người thông báo đến Giang gia. Lúc đầu người của Giang gia còn không tin, đùa sao, Giang gia tồn tại như thế nào, Giang Bắc là người thế nào, không cần nói ở Trường Sa là địa bàn của Giang gia. Đến cả tỉnh Tương Tây cũng không có người dám vô lễ với người của Giang gia. Càng không thể nào khiến Giang Bắc bị tàn phế, đây tuyệt đối là muốn khiêu khích Giang gia. Bố, Giang Bắc bị người ta làm cho tàn phế rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, những người này biết rõ Giang Bắc là người của Giang gia chúng ta mà vẫn dám ra tay, rõ ràng là muốn gây hấn với Giang gia. Một người tầm trung niên đi ra, nét mặt vô cùng tức giận. Ông ta là bố của Giang Bắc, lão đại đời thứ hai của Giang gia, Giang Hành Phương. Giang Hành Phương vừa dứt lời, tất cả những người trước sảnh đồng loạt nhìn về phía trước. Lúc đó, một ông già ngồi nghiêm túc trên ghế ở trước sảnh, nhắm mắt trầm tư suy nghĩ. Tay chống gậy đầu rồng màu vàng, cả người toát lên khí thế nghiêm nghị, nhìn giống như một cụ già phổ thông bình thường. Nhưng nếu một khi nghĩ như vậy thì chính là hoàn toàn sai lầm. Người này tên là Giang Phàm Lưu, là gia chủ đương nhiệm của Giang gia, mà tất cả quyền lực của Giang gia, Giang Phàm Lưu chỉ cần nói một tiếng là được. Lập tức khi Giang Bắc xảy ra chuyện có thể tập hợp hết tất cả người Giang gia, khiến trên dưới đồng lòng chỉ có Giang Phàm Lưu. Bố, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Xem rốt cuộc là người nào, dám cả gan ở Trường Sa trước mặt bao nhiêu người khiến cho Giang Bắc thành ra như vậy. Lý Tịnh Tú mẹ của Giang Bắc nói ra với gương mặt thương xót. Giang Hành Phương và Lý Tịnh Tú là người đứng đầu Giang gia, chỉ có mỗi Giang Bắc là con trai, đương nhiên sẽ vô cùng yêu thương cưng chiều. Bọn họ hy vọng Giang Bắc có thể đủ khả năng tranh đấu, cho họ thể diện được nở mày nở mặt, từ đó tăng ấn tượng và ghi điểm trong lòng Giang Phàm Lưu, chuẩn bị tốt để sau này nắm quyền lực Giang gia. Nhưng bây giờ, Giang Bắc bị người ta làm cho tàn phế. Chuyện này còn ý nghĩa gì nữa, bọn họ có thể đã bị loại ra khỏi danh sách người thừa kế. Hơn nữa, Giang gia không thể giao phó cho một người không có con cái nối dõi. Càng huống hồ, trong thế hệ thứ hai của Giang gia, ngoài Giang Hành Phương còn có hai người nữa cũng đang tranh giành quyền thừa kế của Giang gia. Anh cả, câu nói này của anh là không đúng, thực lực của Giang gia ai dám cả gan chống đối. Anh xem, e rằng trong đó có ẩn khúc mà người khác không biết. Đúng thế, bố cũng biết là chúng ta hiện giờ đang liên hợp với ba gia tộc khác, triển khai bao vây tấn công Trương gia, nếu giờ mà phân nhánh chia rẽ, để cho họ có cơ hội nghỉ ngơi, vậy nhất định Trương gia sẽ trả một cái giá rất lớn. Lúc đó, có hai người trung niên lần lượt bước ra. Có điều không giống với Giang Hành Phương, trong giọng nói bọn họ dường như không có ý muốn truy cứu trách nhiệm người đã hại Giang Bắc. Giang Hành Nguyên, Giang Hành Quảng. Nghe thấy lời hai người họ, những người khác chưa kịp phản ứng, Giang Hành Phương đã vô cùng tức giận. Chương 282. Sảnh lớn nhà Giang gia bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nổi giận đùng đùng nhìn về phía Giang Hành Phương. Còn ông ta cổ họng cứng lại, tức giận và có chút bi thương, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Dẫu sao,
Giang Bắc cũng là con trai duy nhất của ông ta, Giang Hành Phương đang muốn cạnh tranh chức gia chủ, nếu không có con cháu nối dõi tuyệt đối là chuyện không thể, cho dù là còn sống nhưng nếu con trai bị tàn phế thì cũng không được. Vì vậy khi Giang Bắc xảy ra chuyện, sẽ đồng nghĩa với việc Giang Hành Phương sẽ mất đi quyền tranh đoạt vị trí gia chủ. Cùng lúc bị hai luồng đã kích, bất kỳ ai cũng sẽ không dễ chịu. Giờ phút này hai mắt Giang Hành Phương đỏ bừng, phẫn nộ nhìn hai người em trai của mình. Ngày thường, hai bên qua lại cũng không được xem là vui vẻ lắm. Cho dù vẫn âm thầm cạnh tranh chức gia chủ, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức hòa thuận. Nhưng Giang Hành Phương hoàn toàn không ngờ rằng, con trai Giang Bắc của mình lại xảy ra chuyện bị người ngoài đánh cho tàn phế như vậy. Còn hai người em trai của ông ta không chỉ có không ý định trả thù cho cháu của mình, ngược lại còn muốn từ bỏ việc truy cứu hung thủ. Những ký ức trước đây cùng với sự hòa thuận trong chớp mắt đã tan biến. Giang Hành Phương dĩ nhiên biết được hai người em trai của mình tại sao lại làm như thế. Bởi vì Giang Bắc bị phế bỏ, Giang Hành Phương tự nhiên cũng sẽ bị mất đi tư cách cạnh tranh chức gia chủ. Như vậy, áp lực cuộc cạnh tranh giữa bọn họ sẽ giảm đi được một chút. Nếu như đổi lại là Giang Hành Phương e rằng ông ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng khi bản thân xảy ra chuyện này, bất luận thế nào thì ông ta cũng không thể tiếp tục chịu đựng noi. Anh cả, anh cũng đừng nổi giận với chúng tôi tất nhiên đều muốn trả thù cho cháu của mình, nhưng trước mắt chính là thời khắc quan trọng để công kích Trương gia, chỉ có diệt trừ Trương gia thì Giang gia chúng ta mới có được lợi ích vô cùng to lớn. Giang gia lão nhị Giang Hành Nguyên cười khẩy nói, ánh mắt sắc sảo thoáng chút đắc ý. Giang Hành Phương mất đi tư cách cạnh tranh chức gia chủ, vậy thì giữa những người còn lại, khả năng giành phần thằng của Giang Hành Nguyên tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Ông ta không muốn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn vào lúc này. Huống hồ những gì ông ta nói đều là thật. Trước mắt, việc bốn gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây chèn ép Trương gia đang vào giai đoạn quyết liệt gay cấn. Lúc này hai bên đều đang tổn thất nghiêm trọng, Trương gia yếu thế hơn tất nhiên tổn thất vô cùng lớn. Nhưng Giang gia bọn họ cũng không hề dễ chịu, đối mặt với cuộc phản công điên cuồng của Trương gia, mấy sản nghiệp của bọn họ liên tục thua thiệt. Nếu như không thể diệt trừ Trương gia trong hai tháng tiếp theo thì Giang gia cũng sẽ rơi vào vũng bùn. Đến lúc đó, không ít thế lực bên ngoài nhất định sẽ lộ hàm răng sắc bén, nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở Giang gia. Bố, bố nói gì đi chứ, con trai của con Giang Bắc chẳng lẽ bị người khác phế bỏ uổng phí như vậy? Nếu Giang gia chúng ta không tỏ thái độ gì, thì người bên ngoài sẽ xem thường chúng ta đến mức nào? Giang Hành Phương hết sức bực bội, chỉ có thể đặt toàn bộ kỳ vọng của mình lên ông bố. Chỉ cần ông chủ Giang gia lên tiếng, Giang gia sẽ lập tức điên cuồng trả thù những người làm Giang Bắc tàn phế, khiến đối phương phải hối hận vì những hành vi của mình. Nhưng một khi gia chủ không cho phép thì Giang gia tất nhiên sẽ không tiếp tục so đo với những người kia. Ít nhất, ở ngoài mặt sẽ không thể lấy danh nghĩa Giang gia để nhằm vào đối phương. Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về gia chủ Giang gia Giang Phàm Lưu. Ngay cả Giang gia lão nhị, lão tam cũng vậy. Dẫu sao, cho dù bọn họ có đấu tranh vì chính nghĩa, cân nhắc lợi ích cho Giang gia nhưng bọn họ vẫn không thể làm chủ được. Giang Phàm Lưu ngồi nghiêm nghị trên ghế gia chủ, dần dần hé mở cặp mắt đang nhắm hờ. Ban đầu cặp mắt của ông ta trông đục ngầu, nhưng trong phút chốc liền trở nên vô cùng sáng suốt. Trước mắt, tất cả những việc Giang gia làm, đều lấy mục tiêu diệt trừ Trương gia làm chủ. Giang Phàm Lưu lạnh lùng nói, giọng điệu toát ra khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Câu nói này của Giang Phàm Lưu đã thể hiện rõ lập trường Giang gia. Tất cả mọi việc đều vì mục tiêu diệt trừ Trương gia. Hay nói cách khác, việc Giang Bắc bị tàn phế, chẳng là gì so với việc diệt trừ Trương gia trước mắt. Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng âm thầm vui vẻ, còn vợ chồng Giang Hành Phương và Lý Tịnh Tú càng thêm đau buồn phẫn nộ. Giang Hành Phương biết, trước mắt, chỉ dựa vào bản thân ông ta thì không cách nào làm ảnh hưởng đến quyết sách của cả gia tộc. Nhưng Giang Bắc là cháu trai của ta, là người Giang gia, nếu người ngoài dám ra tay với nó, cũng giống như đang khiêu khích Giang gia. Hành Phương, con hãy tìm ra người đó cho ta muốn đích thân chất vấn hắn, xem rốt cuộc là ai cho hắn lá gan lớn đến mức dám làm như vậy. Câu nói tiếp theo của Giang Phàm Lưu khiến trong lòng mọi người hết sức kích động. Vẻ mặt vui sướng lúc nãy của Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng vụt tắt, thay vào đó họ tỏ ra có chút khó chịu. Còn Giang Hành Phương và Lý Tịnh Tú vui mừng khôn xiết. Vâng, thưa bố, con nhất định sẽ bắt bọn họ đến đây. Giang Hành Phương lớn tiếng bảo đảm, gương mặt khá hung dữ, đầy sự quyết tâm. Giang gia xảy ra chuyện như vậy, Chu Dương không biết, anh cũng không muốn biết. Dù sao anh tới tỉnh Tương Tây là để trợ giúp Trương gia.
vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Giang gia. Bất kể Giang gia có thái độ gì, hai bên trước sau gì cũng sẽ gặp nhau. Cho nên, đối mặt với sự khiêu khích của Giang Bắc, Chu Dương không chút sợ hãi. Huống hồ Giang Bắc, thậm chí cả Giang gia, sợ rằng cũng không thể uy hiếp được anh. Đã vậy tự nhiên Chu Dương sẽ ung dung tự đắc, dù thế lực bên ngoài có lớn đến đâu thì anh vẫn không có động tĩnh gì. Giờ phút này, bên trong sân vận động, người đông nghìn nghịt, quy mô buổi biểu diễn của Rocket Girl ở Trường Sa lần này nhỏ hơn một chút so với buổi biểu diễn lần trước tổ chức tại thành phố Đông Hải. Dù sao, Trường Sa cũng không giàu có như Đông Hải, dân số cũng thua xa. Nhưng cho dù như vậy, lúc này ở đây cũng vô cùng tưng bừng náo nhiệt, bầu không khí không thua kém gì so với buổi biểu diễn ở Đông Hải. Nhóm nhạc Rocket Girl còn chưa ra sân khấu, tất cả mọi người đã đồng loạt giơ cao đèn huỳnh quang trong tay, hô to khẩu hiệu và tên của ba thành viên trong nhóm Rocket Girl. Fan hâm mộ của Manh Manh là nhiều nhất nhỉ? Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười, cô ngồi cạnh Chu Dương, liếc nhìn qua Tạ Linh Ngọc đang ngồi phía bên kia của Chu Dương. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ rằng lúc trước gặp phải cô gái nhỏ bé này lại là Manh Manh. Không biết Tạ Linh Ngọc thật sự không cảm nhận được ý nghĩa câu nói của Thẩm Bích Quân, hay là cô cố tình giả vờ như không biết, cô khẽ cười. Còn Chu Dương bị kẹp ở giữa chỉ cảm thấy mình giống như miếng thịt đang bị kẹt ở trên kệ nướng. Hai người bên cạnh đều không thể đắc tội. Một người là vợ mình, người còn lại là cấp trên của mình, lần trước còn đỡ giao cho mình mà nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói là ân nhân cứu mạng. Điều này là tất nhiên, so với hai cô gái còn lại, tính cách của Manh Manh hoạt bát hồn nhiên hơn một chút, tự nhiên sẽ nhận được sự yêu thích hơn. Chu Dương vội vàng thay đổi đề tài, anh cũng không muốn hai người phụ nữ này tiếp tục âm thầm đấu đá. Đúng 9 giờ tối, ánh đèn trong sân vận động bỗng nhiên rực sáng, luồng sáng chiếu thẳng vào chính giữa sân khấu lớn, ba cô gái đồng loạt xuất hiện trước mặt khán giả. Ngay lập tức tiếng reo vang hò hét trong sân vận động càng lớn hơn. Chu Dương biết buổi biểu diễn đã chính thức bắt dâu. Chương 283. Ánh đèn rực rỡ chiều rọi vào người ba cô gái Rocket Girl. Các cô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng khiêu vũ trên sân khấu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chưa nói đến, giọng hát của các cô càng làm cho fan hâm mộ ở sân vận động say mê ngây ngất, tiếng hét chói tai, điên cuồng cổ vũ. Nếu như không phải Chu Dương cố ý kiềm chế, e rằng giờ phút này anh cũng sẽ giống những fan hâm mộ kia, điên cuồng la hét ầm ĩ. Thẩm Bích Quân ngồi bên cạnh ngược lại không có chút khách khí, hùa theo tiếng hoan hô chơi tại của fan hâm mộ, cùng nhau điên cuồng gào thét. Chẳng lẽ cô xúi dục Chu Dương, đến xem buổi biểu diễn chỉ vì khoảnh khắc điên cuồng này sao? Sau khi ba cô gái xinh đẹp Rocket Girl hát và khiêu vũ xong, ba ca khúc liền chậm rãi dừng lại. Sau đây, chúng tôi muốn chọn một fan hâm mộ lên sân khấu, cùng hát với chúng tôi một bài, các bạn có muốn lên đây không? Tô Hiểu Manh thở nhẹ hai nhịp, liên tục khiêu vũ với cường độ cao, quả thật mang tới cho các cô áp lực không hề nhỏ. Cũng may, trải qua quá trình huấn luyện, bây giờ thể lực các cô tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng dù là như vậy, cũng cần sắp xếp các tiết mục xen kẽ. Một là có thể để cho các cô ấy mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, thêm nữa, cũng có thể tăng cường giao lưu với fan hâm mộ, gia tăng tình cảm thân thiết với fan. Dẫu sao, Rocket Girl có thể nổi tiếng trong một thời gian dài như vậy, cũng bởi vì sau lưng có sự ủng hộ của vô số fan hâm mộ. Muốn, tôi muốn, chúng tôi cũng muốn lên sân khấu. Manh Manh anh yêu em. Vừa nghe Tô Hiểu Manh nói như vậy, fan hâm mộ ở dưới sân khấu dường như phát điên lên. Bởi vì những buổi biểu diễn trước đây của Rocket Girl cũng có một tiết mục này, nên những fan hâm mộ một mực chờ đợi, ai cũng muốn mình may mắn được chọn lên sân khấu. Giờ khắc này, dưới hàng ghế khán giả, có một gã đàn ông trẻ tuổi khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt rất đắc ý. Những người này còn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội, bọn họ không biết Trần thiếu gia của chúng ta đã sớm chuẩn bị trước rồi. Đúng vậy, Trần thiếu gia là tứ thiếu gia của Trường Sa, những người thấp hèn như bọn họ sao có thể đem ra so sánh chứ? Huống hồ, lần này đứng ra tổ chức buổi biểu diễn chính là công ty của Trần thiếu gia, anh ấy muốn tiếp xúc một chút với Rocket Girl, còn cần phải xin phép ai sao? Trần thiếu gia, chờ lát nữa gần gũi với Rocket Girl, anh phải chia sẻ cảm xúc lúc đó cho chúng tôi cảm nhận với nhé. Ở bên cạnh gã đàn ông trẻ tuổi, có thêm 5-6 người ngồi vây quanh, gương mặt từng người đều kiêu căng ngạo mạn, đồng thời còn có vẻ nịnh hót. Sau khi nghe thấy tiếng la hét của fan hâm mộ ở sau lưng, bọn họ tỏ ra hết sức khinh thường. Nhưng đối mặt với gã đàn ông ngồi ở giữa, bọn họ lại có dáng vẻ nịnh bợ muốn lấy lòng. Còn người được bọn họ gọi là Trần thiếu gia kia liền che đi nụ cười,
lập tức sửa sang lại quần áo, để khiến mình thêm đẹp trai phong độ. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, lần này không chỉ tôi được lên sân khấu, mà sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi có thể cùng ra ngoài ăn cơm với bọn họ, nếu như các cậu muốn đi, dĩ nhiên cũng có thể đi theo. Trần Thiếu Gia cười nhếch mép nói, giống như tất cả đều đã nắm chắc trong bàn tay hắn. Thật chứ, vậy thì tốt quá, tôi đã yêu thích nhóm Rocket Girl từ rất lâu, đến lúc đó, tôi nhất định phải đi theo để nhìn các cô ấy một chút tính thêm cả tôi nữa. Lúc này, 5-6 người đó đều bày tỏ thái độ, muốn đi cùng Trần Thiếu Gia sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Bộ dạng này của bọn chúng, giống như chỉ xem Rocket Girl là thứ đồ vật bình thường, muốn xử lý như thế nào thì sẽ xử lý như thế đó. Tô Hiểu Manh vừa dứt lời, màn hình lớn trên sân khấu đồng thời hiện ra tất cả hình ảnh của khán giả. Hơn 10.000 khuôn mặt của fan hâm mộ đều xuất hiện trên đó. Theo sự chuyển rời của máy quay, những hình ảnh của fan hâm mộ cũng thay đổi. Fan hâm mộ cuối cùng có thể lên sân khấu chính là người được Tô Hiểu Manh chọn ra trong số đó. Hình ảnh chợt lóe lên, rất nhiều khuôn mặt chỉ xuất hiện trong một giây, liền bị lướt qua. Điều này làm cho những fan hâm mộ này vô cùng thất vọng, trong lòng thầm thở dài, đồng thời cũng hết sức ghen tị và đố kỵ với người may mắn được chọn chúng. Hình ảnh tiếp tục chuyển động, rất nhanh sau đó, khuôn mặt của Trần Thiểu Gia cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Mà vào giờ khắc này, rõ ràng màn hình đã dừng lại một lúc. Trần Thiếu Gia hắn nhìn thấy cảnh này vô cùng hài lòng, sửa sang lại quần áo, trực tiếp đứng lên. Ha ha, quả nhiên như vậy, đúng là Trần Thiếu Gia lợi hại. Trần Thiếu Gia, bước lên đi, các anh em ở dưới sẽ dõi theo anh. Trần Thiếu Gia, đừng làm mất thể diện của anh em chúng tôi đấy, anh nhất định phải thu phục được ba cô em Rocket Girl nhé. Mọi người ngay lập tức đồng loạt hò hét, những fan hâm mộ ngồi gần đó, thấy cảnh tượng này cũng có chút kinh ngạc. Những người này sao lại có dáng vẻ như nắm chắc mọi thứ từ trước vậy? Nhưng Tô Hiểu Manh không hô dừng lại, Trần Thiếu Gia đang bước chân đi ra, muốn lên sân khấu. Nhưng giây kế tiếp, hắn sững sờ đứng ngay tại chỗ, trên mặt ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận. Bởi vì những hình ảnh trên màn hình lớn vẫn đang chuyển động. Hình ảnh của Trần Thiếu Gia liền biến mất, hành động của bọn chúng, tất cả đã được phát lên màn hình lớn, công khai trước mặt mọi người. Ha ha, người này điên rồi sao? Lại trực tiếp muốn bước lên sân khấu như vậy, đúng là đồ mặt dày, Tô Hiểu Manh còn chưa hộ dừng lại, hắn đã bước lên, chẳng lẽ hắn không biết quy tắc ở đây sao? Hừ, tôi vừa mới nghe bọn chúng nói chuyện, bọn chúng có ý đồ rất không tốt với ba cô gái Rocket Girl. Cái gì, thật sao? Đáng chết, loại người như vậy, đừng bảo là không được chọn chúng, coi như có được chọn, tuyệt đối không thể để hắn lên sân khấu, các cô gái của chúng ta là những cô gái thuần khiết trong trắng. Chỉ có thể thuộc về chúng ta. Trần Thiếu Gia sắc mặt khó coi, nội tâm có vô vàn ngọn lửa giận đang bùng cháy. Còn những người bên cạnh hắn, gương mặt biến sắc, ánh mắt cũng thay đổi, hiển nhiên cảm thấy hết sức bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Trần Thiếu Gia không phải vừa nói, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Sao bây giờ lại biến thành như vậy? Trần Thiếu Gia, có người muốn khuyên nhủ một chút, im miệng, đứa con gái đáng chết này lại dám làm trái ý tao. Không đợi người kia dứt lời, Trần Thiếu Gia trầm giọng quát mắng. Trần Thiếu Gia, hay là bây giờ chúng ta ngồi xuống trước đã, đứng đây nhiều người nhìn như vậy. Có người kéo Trần Thiếu Gia ngồi xuống, dẫu sao ở đây cũng đang trong khán đài của buổi biểu diễn. Người trong sân vận động có thể nói đều là fan hâm mộ trung thành của Rocket Girl. Đừng nói là bọn người Trần Thiếu Gia này dám làm ra chuyện gì đó, cho dù chỉ nói những lời khinh miệt coi thường với Rocket Girl. Rất có thể cũng sẽ gặp phải sự công kích dữ dội của fan hâm mộ. Trần Thiếu Gia cúi đầu, im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Những fan hâm mộ nhìn thấy cảnh tượng này liền nhao nhao giễu cợt. Còn sắc mặt Trần Thiếu Gia giờ phút này lại âm trầm như nước. Nội tâm hắn hết sức phẫn nộ, rõ ràng hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tại sao lại xuất hiện chuyện như thế này. Nhưng tất nhiên không ai thèm để ý đến sự tức giận của hắn. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Thời điểm này Tô Hiểu Manh vẫn chưa hô dừng lại, nghĩa là tạm thời vẫn chưa có người nào được chọn chúng, để lên sân khấu cùng hát chung. Nội tâm Tô Hiểu Manh bình tĩnh, vừa nãy màn hình lớn dừng lại đúng vào hình ảnh Trần Thiếu Gia, cô dĩ nhiên hiểu ý đồ trong đó. Người đứng ra tổ chức buổi biểu diễn này đã từng nói với cô, thiếu gia của công ty đứng ra tổ chức này muốn lên sân khấu hát một bài với các cô. Nếu như là ca sĩ khác rất có thể sẽ đồng ý ngay. Nhưng Tô Hiểu Manh không muốn như vậy. Hai tháng nay, có một hình bóng cứ xuất hiện mãi trong đầu cô. Không biết anh Dương bây giờ thế nào rồi,
còn có nhớ Manh Manh không? Tô Hiểu Manh thầm thở dài, tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình lớn. Nhưng giây tiếp theo, nội tâm Tô Hiểu Manh đang bình tĩnh bỗng nhiên lại giống như sóng cuồn trào dữ dội, ngay cả gương mặt bình thản của cô cũng ngay lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ. Dừng. Chương 284. Tô Hiểu Manh la lớn, màn hình lớn lập tức dừng lại. Mọi người cùng nhau nhìn lên thì thấy trên màn hình lớn có một người đàn ông mang vẻ mặt đờ đẫn, hai bên người anh còn có ba đại mỹ nữ tuyệt sắc ngồi cùng. Giờ phút này, ba đại mỹ nữ tuyệt sắc kia đang cười nhẹ nhìn người đàn ông ở giữa. Tô Hiểu Manh nhìn người trên màn hình lớn, trong lòng kích động không thôi. Cô ấy không ngờ đối phương sẽ đến xem buổi biểu diễn mình. Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm đứng bên cạnh cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới. Bởi vì người xuất hiện trên màn hình lớn chính là Chu Dương. Giờ phút này, Chu Dương đang che mặt, anh tuyệt đối không ngờ hình ảnh của mình sẽ xuất hiện trên màn hình lớn. Điều này có nghĩa là anh sẽ phải lên sân khấu, cùng hát chung một khúc với Rocket Girl. Hi hi, sao nào, có phải đang sướng run lên rồi không? Thẩm Bích Quân ở bên cạnh cười khẽ, Tạ Linh Ngọc cũng cười nhẹ nhìn anh nhưng lại không nói gì. Im lặng, phải khiêm tốn, nhưng làm thế nào cũng không khiêm tốn nổi. Không còn cách nào khác, người đẹp trai thì phải chịu tội. Chu Dương hờ hững nói, hai tay vẫy một cái, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn anh như vậy, không chỉ Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc nhất thời cạn lời mà ngay cả Trần Hân và Ngưu Xuyên bên cạnh cũng im lặng. Sau lưng đám Chu Dương có không ít người, giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm vào anh. Bây giờ chợt nghe Chu Dương nói vậy, lập tức giận đến mức muốn đánh người. Bọn họ đã từng thấy người tự đề cao vẻ đẹp của bản thân. Nhưng anh thế này thì vẫn là lần đầu thấy. Nhưng nghĩ lại, có thể có ba đại mỹ nữ làm bạn hai bên, đồng thời Tô Hiểu Minh cự tuyệt Trần Thiếu, lựa chọn anh lên sân khấu, chỉ sợ là không hề đơn giản. Lập tức, rất nhiều người bắt đầu hứng thú với Chu Dương. Đồng thời cũng có rất nhiều người sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Chu Dương đều sợ hãi trong lòng. Dù sao thì lúc soát vé của buổi biểu diễn, bọn họ đã nhìn thấy một bộ mặt tàn nhẫn của Chu Dương ở bên ngoài. Giang Bắc, đại thiếu gia của Giang gia, một lời không hợp đã bị Chu Dương trực tiếp phế bỏ. Người như vậy sao có thể là người tốt được chứ? Chu Dương bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, cười tủm tỉm, chậm rãi đi về phía sân khấu. Ban đầu anh dự định sẽ lặng lẽ qua đây xem buổi biểu diễn, xem hiện tại ba cô gái này thế nào rồi. Nhưng bây giờ đã bị phát hiện, vậy đương nhiên anh sẽ không trốn tránh. Anh bước lên sân khấu, nhìn Tô Hiểu Manh đang kích động, Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm đang cười tươi. Chu Dương cũng cười theo. Không ngờ vẫn bị mọi người phát hiện, Chu Dương vừa cười vừa nói. Vì anh chưa trang bị micro nên chỉ có ba cô nghe được giọng của anh. Nghe anh nói vậy, gương mặt ngạc nhiên vui mừng của Tô Hiểu Manh lập tức trở nên hơi u oán. Điều này khiến Chu Dương nhất thời trở tay không kịp. Vẻ mặt này sao có thể xuất hiện trên mặt của một thiếu nữ. Anh Dương, nếu không phải em nhìn thấy anh thì có phải anh cũng không có ý định muốn gặp em không? Gương mặt của Tô Hiểu Manh lại có chút uất ức, giống như chỉ cần Chu Dương thừa nhận, cô ấy sẽ trực tiếp khóc lên. Chu Dương thở dài trong lòng, đã như vậy rồi, sao anh có thể nói thật được chứ? Đương nhiên là không phải rồi, anh tới Trường Sa là để thăm các em, xem các em thế nào rồi. Chu Dương nói nhỏ, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hiểu Manh, đưa tay ra, bí mật nhéo nhéo mặt Tô Hiểu Manh. Cũng may, giờ phút này Chu Dương dùng thân thể của anh để che chắn. Trên màn hình lớn cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng của anh. Nếu không, người khác mà biết anh nhéo mặt Tô Hiểu Manh, e là anh vừa ra khỏi sân vận động sẽ bị fan hâm mộ của Rocket Girl, nhất là fan của Tô Hiểu Manh truy sát. Hi hi, em biết là anh Dương sẽ không quên em mà. Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Hiểu Manh lập tức cười liên lục, tất cả uất ức và bất mãn vừa rồi đều tiêu tán trong chớp mắt. Anh Dương, em chọn chúng anh đó. Anh phải hát một bài với tụi em. Tô Hiểu Manh vừa cười vừa nói, đưa một cái micro cho Chu Dương. Thật vui vì mời được một fan hâm mộ, tiếp sau đây, chúng tôi sẽ hát chung một bài cho mọi người nghe. Đi cùng với giọng nói của Tô Hiểu Manh, âm nhạc cũng chậm rãi vang lên. Chu Dương đã sớm nghe hết ca khúc của Rocket Girl, tự nhiên cũng không xa lạ gì với bài mà Tô Hiểu Manh chọn. Trên sân khấu, Rocket Girl và Chu Dương đang hợp ca. Dưới sân khấu, tất cả fan hâm mộ đều vẫy đèn huỳnh quang trong tay. Mặc dù bọn họ không được chọn, cảm thấy vô cùng mất mát nhưng khi thấy Rocket Girl hát thêm lần nữa, tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Nhất là bên cạnh Chu Dương đã có ba đại mỹ nữ, có lẽ Rocket Girl sẽ không có ấn tượng tốt với anh. Nhưng giờ phút này,
sắc mặt của Trần Thiếu Gia đang ngồi trên ghế VIP càng thêm khó coi. Nếu như nói Tô Hiểu Manh không chọn hắn, đã khiến hắn vô cùng tức giận. Vậy thì Tô Hiểu Manh chọn chúng Chu Dương càng khiến hắn khó chịu hơn. Nhất là bên cạnh Chu Dương đã có ba đại mỹ nữ. Trần Thiếu Gia nhìn thoáng qua, hai chân dài, một thiếu nữ nhưng đều không có ngoại lệ, cả ba đều có sắc đẹp tuyệt mỹ, không hề thua kém Rocket Girl một chút nào. Trần Thiếu hắn chính là Tử Thiếu Gia cao quý của Trường Sa, tung hoành ngang dọc ở thành phố Trường Sa, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng gặp bọn họ. Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Trần Thiếu Gia chợt vang lên. Nhìn thấy người hắn sắp xếp gọi tới, Trần Thiếu Gia hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Cậu còn có mặt mũi gọi điện thoại tới à? Chuyện tôi giao cho cậu, rốt cuộc sao lại thành ra thế này? Chương 284, nề mặt Trần Thiểu Giai vừa bắt máy, Trần Thiếu Gia trực tiếp quát lớn. Nhưng người bên kia vẫn giữ im lặng, đợi khi hắn hơi nguôi giận, lúc này mới hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó là một hồi trầm mặc, người xung quanh Trần Thiếu Gia đều có thể cảm nhận được, giờ phút này, trong lòng Trần Thiếu tức giận và điên cuồng thế nào. Nó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với chuyện mất mặt vừa rồi. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thiếu Gia cười nhếch môi liên tục. Hắn nhìn bốn người phối hợp ăn ý trên sân khấu, sự thù hận tràn trề trong lòng hắn. Vừa rồi, người hắn sắp xếp chuyện lên sân khấu đã gọi điện nói cho hắn biết. Hình như Tô Hiểu Manh và người được chọn kia đã quen biết từ sớm, người được chọn kia, lúc lên sân khấu không chỉ cười với ba cô gái Rocket Girl mà còn sờ mặt Tô Hiểu Manh. Đứa con gái điểm thối này lại dám làm vậy với tao. Trần Thiếu Gia gào thét điên cuồng trong lòng, từ trước đến nay hắn chưa từng bị làm nhục như thế. Lý Phàm, chờ lát nữa buổi biểu diễn kết thúc, cậu ra sau hậu trường bảo Rocket Girl đến tìm tôi, dẫn theo cái thằng được chọn đi cùng luôn. Trần Thiếu Gia nói xong, trực tiếp rời khỏi đó. Không biết vì sao, mọi người lại cảm nhận được sự tức giận trong giọng của Trần Thiếu. Ha ha, đã đắc tội Trần Thiếu Gia thì tự nhiên phải tới trước mặt Trần Thiếu Gia để tạ tội rồi. Các anh em, có muốn đi mời nhóm đại mỹ nữ kia đi cùng luôn không? Lý Phàm cười nhếch mép nói. Trần Thiếu Gia đã nói thế, tự nhiên hắn ta sẽ đi làm, đồng thời, hắn ta cũng muốn tiếp xúc gần gũi hơn với Rocket Girl, có thể âu yếm đương nhiên là rất tốt rồi. Chu Dương và Rocket Girl hát chung một ca khúc, sau đó anh xuống sân khấu. Buổi biểu diễn tiếp tục kéo dài thêm gần 3 tiếng. 12 giờ đêm, buổi hòa nhạc kết thúc, đám fan hâm mộ cũng lần lượt rời sân vận động. 10 phút trước, Chu Dương đã dẫn mấy người Tạ Linh Ngọc vào hậu trường. Chúc mừng buổi biểu diễn thành công. Đám người Chu Dương vừa xuất hiện đã bắt đầu chúc mừng. Tô Hiểu Manh nhìn thấy mọi người, trên mặt càng hiện vẻ mừng rỡ, trực tiếp chạy tới ôm Trần Hân. Lúc này hậu trường có không ít người, nếu cô trực tiếp ôm Chu Dương thì sẽ dẫn tới lời chê trách, cũng không tốt cho Chu Dương. Còn Trần Hân và cô đã quen nhau từ lâu, hai người đều là con gái, ôm nhau cũng chả có chuyện gì. Ha ha, chúc mừng ba tiểu mỹ nữ diễn xuất thành công. Trần Thiếu Gia bảo tôi tới mời ba tiểu mỹ nữ cùng đến dự tiệc. Đúng rồi, Trần Thiếu Gia còn đặc biệt chỉ đích danh mời anh cùng đi. Lúc này, đám người Lý Phàm cũng đi vào hậu trường. Hắn ta nhìn thấy Chu Dương ở đây, trên mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Chương 285. Lúc đó ở sau hậu trường, trừ những nhân viên đang bận rộn với công việc, ba cô gái Rocket Girl đang đứng cùng Chu Dương. Tô Hiểu Manh đứng bên cạnh Trần Hân. Lý Phàm nhìn cảnh tượng này, ánh mắt thay đổi, tự nhiên nghĩ đến một chuyện. Xem ra có thể Tô Hiểu Manh lựa chọn chúng Chu Dương là bởi vì có liên quan đến cô gái đang đi cùng. Nếu đã như vậy, Lý Phàm cũng không muốn làm khó Chu Dương, nhưng trong lời nói của hắn vẫn rất ngao man. Lý Phàm mặc dù không so được với Trần Thiếu Gia của Trường Sa, nhưng Lý Gia cũng là một gia đình quyền thế, gia sản hàng trăm triệu tệ, hơn nữa hắn ta còn là con một. Còn Chu Dương, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, đương nhiên không lọt vào mắt Lý Phàm. Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc bên cạnh Chu Dương khiến Lý Phàm cảm thấy thèm thuồng. Trước đó trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Chu Dương, sau đó là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Bởi vì khoảng cách tương đối xa, Lý Phàm không nhìn rõ, cũng không biết hai người này là đại mỹ nữ. Nhưng bây giờ nhìn gần, Lý Phàm vô cùng ngạc nhiên. So với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, những người phụ nữ mà hắn từng biết căn bản chỉ là rác rưởi. Mà Thẩm Bích Quân còn đẹp hơn so với Tạ Linh Ngọc. Ha ha, Trần Thiếu Gia đã có lời mời, vậy hai đại mỹ nhân cùng đi luôn nhé, Trần Thiếu Gia nhất định sẽ rất vui. Lý Phàm cười mỉm nhìn Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Trong lời nói, dường như hai người đến bữa tiệc là giữ thể diện cho Trần Thiếu Gia, chỉ cần bọn họ khiến Trần Thiếu Gia vui lòng,
tự nhiên sẽ có nhiều lợi ích. Đến người thân cận của Chu Dương, cũng bị Lý Phàm chủ động hỏi. Mặc dù Trần Thiếu Gia nói muốn để Chu Dương đi cùng, nhưng giọng điệu của hắn lại thể hiện sự không hài lòng. Chu Dương chẳng qua là một người bình thường, cho dù có nhiều đại mỹ nhân bên cạnh, nhưng sao có thể so sánh được với Trần Thiếu Gia. Lý Phàm nói xong, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đều không phản ứng gì, ngay cả mấy người khác dáng vẻ vẫn bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra. Mấy người không nghe thấy tôi nói gì sao? Trần Thiếu Gia muốn gặp mấy người, đợi đông đủ rồi cùng tôi đi. Nếu đắc tội với Trần Thiếu Gia, hậu quả các người không tưởng tượng được đâu. Lý Phàm gằn giọng nói, hắn ta có cảm giác, những người này căn bản không hề để ý đến mình. Lý Phàm là đang thay mặt cho Trần Thiếu Gia đến đây. Cậu đang nói với chúng tôi sao? Chu Dương bình tĩnh, liếc nhìn Lý Phàm. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Chu Dương, Lý Phàm ngẩn người, đột nhiên thấy căng thẳng. Dường như trong ánh mắt của Chu Dương có sát khí, chỉ cần Lý Phàm không ăn nói cẩn thận, Chu Dương có thể sẽ giết hắn ta. Phí lời, lẽ nào các người muốn làm trái ý Trần Thiếu Gia, cẩn thận. Lý Phàm vẫn muốn tiếp tục uy hiếp, nhưng Chu Dương không để hắn có cơ hội. Cậu là cái thá gì? Chu Dương bình thản nhẹ giọng nói, giống như nói một chuyện rất bình thường. Lập tức, không chỉ mấy người Lý Phàm, đến cả mấy người sau hậu trường tất cả đều im lặng. Toàn bộ đều quay sang nhìn, mặc dù ai cũng đang bận việc của mình nhưng vẫn rất quan tâm đến chuyện này. Lúc nghe Lý Phàm nói là Trần Thiếu Gia mời, bọn họ vẫn âm thầm ghen tị, nói cho cùng là lời mời của Trần Thiếu Gia, chỉ cần có được sự yêu mến của hắn, sẽ có rất nhiều ích lợi. Nhưng Chu Dương lại nói, cậu là cái thá gì? Đây không chỉ đánh vào mặt người đưa tin mà cũng là không thèm giữ thể diện cho Trần Thiếu Gia. Không ít người lẳng lặng thở dài, không biết nói gì với sự tự cao của Chu Dương. Có lẽ mấy người Chu Dương không hề biết thế lực của Trần Thiếu Gia. Bọn Lý Phàm cũng đang rất tức giận. Người này đang nói gì vậy? Cậu là cái thả gì? Nói vậy với Lý Phàm, chẳng phải cũng là nói với Trần Thiếu Gia sao? Trần Thiếu Gia bảo Lý Phàm đến bảo mấy người Chu Dương cùng đến buổi tiệc. Hiển nhiên, Trần Thiếu Gia cho rằng Chu Dương không xứng để tự hắn đến nói, nên mới để Lý Phàm qua, e rằng vẫn là xem trọng mấy người Thẩm Bích Quân hơn. Nhưng Chu Dương lại ngay lập tức đáp lại, cậu là cái thá gì? Cậu nói chúng tôi phải đến bữa tiệc thì chúng tôi phải nghe theo sao? Trần Thiếu Gia trong mắt bọn họ rất huy phong, nhưng đối với Chu Dương căn bản hắn chả là cái thá gì. Láo xược, Trần Thiếu Gia có lời mời thì xem như cho anh thể diện rồi, vậy mà anh còn không biết điều, nếu đã như vậy thì không cần đến nữa. Mấy vị mỹ nhân đây đi cùng tôi là được rồi, còn anh tốt nhất cút khỏi trường xa, nếu không cũng chẳng còn đường mà đi nữa. Lý Phàm vẻ mặt hung dữ vô cùng phẫn nộ, Chu Dương đã láo xược như vậy thì không cần phải nhượng bộ nữa. Đến Trần Thiếu Gia còn dám chống đối, thật là một tên liều lĩnh. Người này tốt nhất đừng xuất hiện trong buổi tiệc của Trần Thiếu Gia. Nhưng mấy mỹ nhân ở bên cạnh anh nhất định phải cùng đến. Cút, Chu Dương chỉ lạnh lùng đáp lại đúng một chữ. Cút, đây chính là thái độ của Chu Dương. Còn những người khác cũng thế, họ đến cùng Chu Dương, đương nhiên sẽ nghe theo ý của anh. Lý Phàm há hốc mồm, gương mặt hoài nghi. Hắn ta đã nói đến mức này rồi, người đàn ông này vẫn không biết trước sau. Lẽ nào thực sự cho rằng bản thân có thể đối đầu với Trần Thiếu Gia? Sợ rằng không cần Trần Thiếu Gia ra tay, Lý Phàm tự mình cũng có thể giải quyết được người này. Được, được lắm, các người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tôi, các anh em, có người dám coi thường Trần Thiếu Gia, phải cho hắn biết, làm người thì phải biết kính sợ. Lý Phàm cười lớn, xắn tay áo, xông đến bên cạnh Chu Dương. Người này không biết trời cao đất dày là gì, vậy thì Lý Phàm hắn phải dạy cho biết. Làm người nhất định phải biết kính nể là gì. Đặc biệt là biết kính nể người mạnh hơn. Ha ha, Lý Phàm ra tay, anh ta sẽ biết thế nào là lợi hại. Đương nhiên, Lý Phàm là quán quân Taekwondo của Trường Sa. Đối phó với một tên nhóc, không phải là quá đơn giản sao? Hừ, một tên không biết trời cao đất dày, lại dám không nghe lời Trần Thiếu Gia, không biết rằng cả đời mình cũng không thể sánh bằng Trần Thiếu Gia. Mấy người đi cùng Lý Phàm rất ung dung, có Lý Phàm ra tay. Bọn họ vô cùng tin tưởng. Nhưng chỉ nháy mắt, tất cả bọn họ đều mở to mắt, không dám tin những gì vừa nhìn thấy. Chỉ thấy Lý Phàm ra đòn đã bị Chu Dương chặn lại, không có cách nào tấn công tiếp được. Lý Phàm, còn làm gì vậy, mau giải quyết người này đi, Trần Thiếu Gia còn đang đợi, đừng để Trần Thiếu Gia phải sốt ruột. Đúng, nếu anh không làm được thì nói một tiếng, để chúng tôi ra tay. Trong số bọn họ, có hai người có năng lực không tệ, đạt được quán quân giải thi đấu quyền Anh.
chỉ là bọn họ vẫn giấu, trên đấu trường ở Trường Sa đã giành được đai đen. Để tôi, Lý Phàm mặc dù không tỏ thái độ nhưng bên trong vô cùng tức tối. Chu Dương dùng lực mạnh giữ lại, dù Lý Phàm có cố dùng lực cũng không thể nào lay chuyển được. Xem ra cậu cũng chỉ có thế, nếu đã như vậy, thì hãy chịu trách nhiệm với hành vi của mình đi. Chu Dương cười khẩy, tay siết chặt hơn. Lúc đó, một loạt tiếng răng rắc truyền đến tai mọi người. Chương 286. Răng rắc, a, một tiếng hét thất thanh vang lên, gương mặt Lý Phàm đột nhiên trắng bệch, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa, cắn chặt môi đến nỗi chảy máu. Khả năng chỉ có nhiêu đây, điều gì khiến cậu tự tin như vậy, có thể tùy tiện ra tay với người khác. Chu Dương siết chặt cổ tay Lý Phàm, mắt sắc như đuốc, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Giờ phút này anh giống như một sự tồn tại không thể lay chuyển, còn Lý Phàm chẳng qua là loài run rế, Chu Dương trong nháy mắt có thể dễ dàng giết chết. Cút đi, về sau gặp cậu một lần tôi sẽ đánh một lần. Chu Dương đẩy tay ra, Lý Phàm lập tức lùi về phía sau, trực tiếp ngã vào ngực mấy người kia. Nếu không phải người đi cùng hắn ta vẫn luôn theo sát, e rằng Lý Phàm trong chốc lát đã bị Chu Dương đẩy ngã xuống đất. Cổ tay gãy rồi, e rằng không nối lại được, cho dù nối được cũng rất khó hồi phục như ban đầu. Có người giúp Lý Phàm kiểm tra cổ tay, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ đến cùng Lý Phàm, hiện tại Lý Phàm biến thành bộ dạng như vậy, nếu bọn họ không làm gì đó, sau khi quay về, không những không thể giao phó cho Lý gia, mà còn không thể bàn giao với Trần thiếu gia. Cậu bạn này, hà cớ gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Người đó giao Lý Phàm cho người khác dìu, bản thân từ từ đứng dậy, nhìn hướng Chu Dương, sắc mặt lạnh lùng. Ninh đại ca, tên tiểu tử này phế đi tay của tôi, anh nhất định phải thay tôi báo thù. Lý Phàm nhìn Chu Dương, đôi mắt tràn ngập thù hận. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Đinh Lập gật đầu, lạnh lùng nói. Lý Phàm nghe thấy lời của Đinh Lập, cười khổ sở, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đinh Lập dường như không biết. Chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Dương, trong mắt cuồn cuộn ý muốn đánh nhau. Người này là Đinh Lập, thuộc người của Đinh gia ở Trường Sa, có quan hệ rất tốt với Lý Phàm của Lý gia. Hắn ta từ nhỏ đã xưng huynh gọi đệ với Lý Phàm. Cách đây vài năm, hắn ta từng chơi quyền anh ngầm ở Trường Sa, xuất sắc thắng 18 trận liên tiếp. Sau đó bị gia đình phát hiện nên mới từ bỏ. Bản lĩnh của Lý Phàm, ngoài việc từ nhỏ học được, cũng do Đinh Lập dạy cho không ít. Có thể nói, Lý Phàm giống như đồ đệ của Đinh Lập. Vì vậy Đinh Lập đương nhiên cũng nắm rõ thực lực của Lý Phàm nhưng hiện tại, người đàn ông đối diện này có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay Lý Phàm, bản lĩnh nhất định không tầm thường. Cho dù là Đinh Lập, cũng phải thận trọng đối phó. Nhưng Đinh Lập rất tự tin, hắn ta chắc chắn mình có thể thắng, bởi hắn ta đã từng trải qua sinh tử. Chu Dương nhìn người đàn ông đang tiến đến trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, nét mặt cẩn trọng hơn nhiều. Anh có thể nhìn ra người này mạnh so với người lúc trước. Nhưng anh lại không sợ. Năng lực của anh cũng chỉ là cùng bọn Ngưu Xuyên tùy ý luyện tập mới có được. Cho dù bản thân không phải là đối thủ thì vẫn còn có Ngưu Xuyên ở đây. Chu Dương chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Lời nói vừa rồi của người này lại khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy nực cười ra tay tàn nhẫn. Nếu bản thân không có thực lực Lý Phàm có thể dễ dàng đánh bại anh, vậy lúc đó, người đàn ông này nhất định sẽ không đứng ra ngăn cản. Cũng sẽ không nói Lý Phàm ra tay tàn nhẫn. Nếu tôi không có năng lực bảo vệ mình, cậu ta sẽ làm tổn thương tôi thậm chí còn có thể khiến tôi trọng thương, lúc đó anh sẽ đứng ra ngăn cản cậu ta và nói rằng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Chu Dương khế nghiêng đầu, cười nói. Lý Phàm sẽ không như vậy. Ninh Lập lãnh đạm nói. Ha ha, đây là câu trả lời của anh sao? Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chu Dương khẽ cười một tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười. Phản ứng của Đinh Lập, giống với suy đoán của anh. Loại cục diện tương thân tương ái này, anh không phải là chưa từng gặp qua. Dù trước đó anh chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, hay là khoảng thời gian này, tình huống này anh không phải chỉ mới gặp một lần. Nếu cậu đã ra tay tàn nhẫn làm Lý Phàm bị thương như vậy, thì tất nhiên tôi sẽ thay cậu ấy dạy dỗ cậu thật tốt, cho cậu biết rằng, có một số người không phải cậu có thể tùy tiện động đến. Đinh Lập nheo mắt lại, vừa dứt câu, cả người liền giống như một thanh kiếm. Lao về phía Chu Dương. Trước đây hắn từng đánh quyền anh ngầm, tốc độ cùng sức mạnh là ưu điểm của hắn. Bất kể thực lực của Chu Dương như thế nào, Đinh Lập đều muốn giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Búp, Chu Dương khế cau mày, thực lực của Đinh Lập này rất mạnh, nhưng bản thân cũng không phải là không có khả năng chống đỡ. Thấy đối phương xông tới với tốc độ nhanh chóng, Chu Dương không hề hoảng loạn, anh bước chân lùi về sau bên phải, đồng thời vung tay thăm dò, tiếp nắm đấm của Đinh Lập.
hai nắm đấu giao nhau, lập tức một âm thanh vang dội phát ra. Đây là âm thanh sau khi Đinh Lập giao đấu với Chu Dương, toàn bộ đều là tiếng va chạm của da thịt. Bóng dáng của hai người vô cùng nhanh, người ngoài nếu như không nghiêm túc quan sát, căn bản không thể nhìn rõ. Ngưu Xuyên, nhanh chóng ra tay đi, nếu không Chu Dương sẽ bị thương mất. Thẩm Bích Quân thần sắc có chút nôn nóng, cô hoàn toàn không biết Chu Dương có thể đánh nhau. Dù có đánh nhau giỏi như thế nào thì thân thể cũng là bằng máu thịt, Chu Dương không phải người luyện võ chuyên nghiệp, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Thẩm Bích Quân thật sự không thể chấp nhận được. Yên tâm, anh Dương sẽ không sao đâu, nhưng Ngưu Xuyên lại vô cùng bình tĩnh. Trận đấu giữa Chu Dương và Đinh Lập, người ngoài nhìn vào vô cùng chấn động nhưng trong mắt Ngưu Xuyên lại chẳng khác gì trò trẻ con gây lộn. Chu Dương trước đó từng luyện tập nhiều với cậu ấy, mặc dù không lâu lắm nhưng Ngưu Xuyên cảm thấy đủ để đối phó với Đinh Lập. Ám, lại một tiếng động lớn vang lên, Chu Dương lập tức tách rời Đinh Lập, hơi thở hai người hơi hỗn loạn, rõ ràng cuộc đối đầu vừa rồi vô cùng kịch liệt. Chu Dương nhìn Đinh Lập, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu Trần thiếu gia các người đã nói muốn gặp tôi như vậy, vậy tôi sẽ đi xem, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng làm tôi thất vọng. Chu Dương dửng dưng nói, trực tiếp quay người chứng kiến cảnh này, những người phía sau trong lòng đều âm thầm kinh ngạc. Chu Dương nói như vậy, xem ra vừa rồi giao thủ với Đinh Lập, rơi vào thế bất lợi nên mới phải chịu thua. Đinh Lập, tại sao lại nương tay với hắn? Đúng vậy, Lý Phàm là huynh đệ của anh, bị người khác đánh thành bộ dạng này, không lẽ chỉ như vậy thôi sao? Đúng, bọn họ bất kính với Trần thiếu gia trước, bây giờ còn muốn gặp anh ấy. Mọi người mang vẻ mặt bất bình, họ cho rằng Đinh Lập giành thắng lợi, tự nhiên không coi Chu Dương ra gì. Đủ rồi, dẫn đường cho bọn họ, Trần thiếu gia muốn gặp họ, không cần mấy người lắm điều. Nhưng đúng lúc này, Đinh Lập lại lạnh giọng quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mọi người, sau đó quay người đi thẳng ra ngoài. Mọi người giật mình, nhìn chằm chằm Đinh Lập, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Đinh Lập đã nói như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ không có hành động dư thừa. Chung quy, đợi đến khi gặp mặt Trần thiếu gia, mấy người Chu Dương tự nhiên sẽ biết hành vi trước đó của mình ngu xuẩn đến nhường nào. Nhưng không có người nào phát hiện, hai tay Đinh Lập không ngừng run rẩy, trên trán nhễ nhại mồ hôi chậm chậm bước ra ngoài. Khuôn mặt dần tái nhợt theo mỗi bước chân, đợi đến khi hắn ta ra ngoài, nhìn bốn phía không có người, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, họ một trận dữ dội. Nếu có người chứng kiến cảnh này, kết hợp với màn giao đấu vừa nãy, tự nhiên sẽ hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Những hiện tại bên ngoài không một ai nhìn thấy, Đinh Lập lau khô máu tươi bên khóe miệng, ánh mắt nghiêm nghị, sải bước rời đi. Chương 287. Chu Dương cùng đám người Trần thiếu gia phái đến cùng nhau rời đi. Nhóm nhạc Rocket Girl muốn đi cùng nhưng Chu Dương lại không muốn. Anh không muốn ba cô gái của Rocket Girl nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Anh Dương, đưa bọn em đi cùng đi, có anh ở đó, cái tên Trần thiếu gia đó cũng không bắt nạt được bọn em. Tô Hiểu Manh ôm chặt cánh tay của Chu Dương, bắt đầu làm nũng. Nếu đổi lại thành người khác, căn bản không thể chịu được dáng vẻ làm nũng này của Tô Hiểu Manh, cho dù là Chu Dương, trong lòng cũng có chút rung động. Có điều trước đây Chu Dương đã quyết định coi Tô Hiểu Manh như em gái rồi, thế nên tâm trạng rất nhanh ổn định trở lại. Chu tiên sinh, anh cứ cho bọn họ đi cùng, đơn vị tổ chức chính cho buổi biểu diễn lần này chính là công ty của tên Trần thiếu gia đó, thay vì để hắn cứ nhớ nhung, không bằng trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn. Chị Dương nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy sự lạnh lẽo rất rõ ràng, chị ấy đã biết về sự việc vừa xảy ra. Chị Dương là quản lý của ba cô gái kia đã nói vậy rồi, Chu Dương cũng không từ chối nữa, chỉ có thể đưa họ đi cùng. Khách sạn Song Hỷ Lai, khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố Trường Sa, bởi vì có nền tảng sâu sắc, là nơi mà chốn thượng lưu thường xuyên lui tới, có rất nhiều người giàu có ở tỉnh ngoài đến Trường Sa cũng lựa chọn nghỉ nơi đây. Trần thiếu gia đang ở khách sạn Song Hỷ Lai đợi mấy người Chu Dương. Lúc này ở tầng 3 khu vực VIP của khách sạn, Trần thiếu gia đã bao chọn một phòng VIP. Phải biết rằng, khu vực VIP của khách sạn Song Hỷ Lai mỗi ngày đều tiếp đón rất nhiều thượng khách, muốn bao chọn một phòng VIP ở đây là điều cực kỳ khó. Nếu không phải Trần gia ở thành phố Trường Sa cũng có thế lực, Trần thiếu gia cũng không thể bao chọn phòng nhỏ này. Trần thiếu gia, lát nữa mấy người đẹp đến rồi, phải để cho họ biểu diễn một chút tài nghệ nhé. Đúng vậy, ba người đẹp đó của Rocket Girl đa tài đa nghệ nhảy đẹp hát hay, chỉ là không biết vào lúc đó, có phải cũng rất ưu tú hay không. Ha ha, còn cái người được mời lên sân khấu nữa, hắn ta dám cướp vị trí của Trần thiếu gia, bên cạnh hắn có ba người đẹp, không biết có cảm giác gì. Trong phòng VIP, Trần thiếu gia ngồi ở giữa, có 7-8 công tử bột ngồi cạnh,
cười cười nói nói. Bọn họ không đợi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc mà trực tiếp rời đi, sau đó đến thẳng khách sạn. Sau khi Trần Thiếu Gia đến đây, không nói một lời nào, sắc mặt vô cùng u ám. Điều này làm không ít người bất ngờ. Dù gì, với sự việc sắp xảy ra, đáng lẽ sẽ làm con người ta hưng phấn, Trần Thiếu Gia không nên có biểu cảm này chứ. Cho dù trước đó tại buổi biểu diễn ca nhạc, Trần Thiếu Gia không được chọn lên sân khấu, bây giờ cũng cô quan trọng. Đều im miệng hết đi, Trần Thiếu Gia lạnh lùng nói một câu, tất cả mọi người lập tức im lặng. Bọn họ rồi bời nhìn Trần Thiếu Gia, không biết tại sao trong khi mọi người cực kỳ hưng phấn thì Trần Thiếu Gia lại phẫn nộ như vậy. Lẽ nào Trần Thiếu Gia bị người được mời lên sân khấu kia làm cho tức giận đến vậy? Các người có biết, con tiện nhân Tô Hiểu Manh cố ý không chọn tôi, là vì có tư tình với tên đàn ông kia không? Âm thanh của Trần Thiếu Gia lạnh lùng, sự căm phẫn trong giọng nói làm người khác run rẩy. Mấy tên công tử bột nhìn Trần Thiếu Gia, lập tức cảm thấy trong lòng run sợ. Bọn họ là những công tử nổi tiếng của thành phố Trường Sa, sự tồn tại của gia đình họ chắc chắn không đơn giản, ít nhất gia sản phải có hơn 100 triệu tệ. Nhưng lúc đối mặt với Trần Thiếu Gia, bọn họ cũng không dám hung hăng, thậm chí còn không ngừng nịnh bợ. Nói chung, gia tộc bọn họ hầu như đều phải dựa vào Trần Gia để phát triển. Bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua Trần Thiếu Gia tức giận. Nhưng mỗi lần, hậu quả của người chọc giận Trần Thiếu Gia đều vô cùng thê thảm. Người lần trước chọc giận Trần Thiếu Gia, e rằng sớm đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Bây giờ lại có một người khác cả gan dám chọc tới Trần Thiếu Gia. Sau khi Trần Thiếu Gia nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Thiếu Gia nói, người đàn ông kia cùng Tô Hiểu Manh sớm đã có tư tình, vì vậy, Tô Hiểu Manh mới không có lựa chọn mời Trần Thiếu Gia lên sân khấu. Không phải chứ, người kia trước đó chúng ta chưa hề gặp qua. Không lẽ là từ nơi khác tới, hoặc căn bản không phải là người Trường Sa thậm chí không phải là người Thương Tây. Không biết, không quản hắn nữa, dù sao Lý Phàm và Đinh Lập hai người họ đã đi tìm hắn rồi, nhất định sẽ đem chúng về đây. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, cửa lớn của gian phòng VIP được mở ra, mấy tên công tử bột dẫn theo đoàn người Chu Dương chậm rãi tiến vào. Nhưng lại thiếu hai người Lý Phàm và Đinh Lập, ánh mắt mọi người nhìn thấy Chu Dương, tự động phất lờ. Nhưng khi nhìn thấy mấy người đẹp thì ánh mắt liền phát sáng, lửa trong lòng hừng hực. Lúc này, Chu Dương cũng đang nhìn mấy người trước mắt. Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở trung tâm. Hắn ta sắc mặt u ám, giống như một con rắn độc, nhìn chằm chằm mấy người Chu Dương, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng không thoải mái. Anh tất nhiên cũng biết người đàn ông này là ai. Cậu chính là Trần Thiếu Gia. Chu Dương nhàn nhạt nói, trực tiếp tiến lên phía trước vài bước liền đến trước mặt Trần Thiếu Gia. Động tác của Ngưu Xuyên ở bên cạnh cũng không chậm hơn, trực tiếp đem một chiếc ghế tới đặt phía sau Chu Dương cho anh ngồi xuống. Hỗn xược, trước mặt Trần Thiếu Gia, cậu cũng dám ngồi xuống. Quả thực không coi ai ra gì, Trần Thiếu Gia, nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta đúng vậy, phế hắn đi, sau đó đưa mấy người đẹp kia qua đây hầu hạ Trần Thiếu Gia. Ngay khi Chu Dương vừa ngồi xuống, mọi người nhao nhao tức giận, chỉ tay vào Chu Dương quát tháo, giống như Chu Dương ngồi trước mặt Trần Thiếu Gia là một việc đại nghịch bất đạo. Anh là ai? Có quan hệ gì với Tô Hiểu Manh? Trần Thiếu Gia ánh mắt khẽ nhíu lại, dường như đang quan sát đối phương. Trần Thiếu Gia tuyệt đối không phải là một người không có đầu óc, ngược lại, có thể khiến đám công tử bột kia vây quanh bên cạnh hắn ta như vậy, năng lực ắt hẳn không thấp. Hắn ta đang suy nghĩ, Chu Dương rốt cuộc có thân phận gì? Nếu không Chu Dương làm sao có thể gặp gỡ được Tô Hiểu Manh, đồng thời còn có tư tình, thậm chí Tô Hiểu Manh vì điều này mà trực tiếp từ chối hắn ta. Cậu đừng nói những lời dư thừa, tìm chúng tôi tới đây, không lẽ chính là vì vấn đề ngu xuẩn này sao? Chu Dương lạnh lùng nói, anh không muốn giao thiệp với những người này, có thể nhanh chóng giải quyết, thì tốt nhất là nhanh chóng giải quyết. Á, Lý Phàm và Đinh Lập đâu? Họ không quay về cùng mấy người sao? Trần Thiếu Gia ánh nhìn khẽ di chuyển, đột nhiên phát hiện trọng đám thiếu mất hai người. Trần Thiếu Gia, Lý Phàm bị thương rồi, bây giờ đang được đưa tới bệnh viện điều trị. Đinh Lập không biết đang ở đâu có người nhỏ giọng nói, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn đến sau sân khấu muốn dẫn nhóm người Chu Dương đến, Lý Phàm ra tay lại bị Chu Dương một quyền trực tiếp đánh bại. Đinh Lập sau đó nghênh chiến, mặc dù không biết cụ thể thắng thua thế nào, nhưng cũng đã dẫn được Chu Dương đến đây, sau đó Đinh Lập không đi về cùng. Bị thương, xảy ra chuyện gì? Trần Thiếu Gia trong lòng nhất thời kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hắn ta vẫn hiểu rõ quan hệ giữa hắn với Lý Phàm, Đinh Lập không tệ. Nếu nói muốn làm tổn thương Lý Phàm, ít nhất cũng phải có thực lực nhất định. Nhưng người trước mắt này,
nhìn như thế nào cũng không giống là có thực lực đó. Người kia không dám che giấu, đem tất cả sự việc xảy ra phía sau, theo trình tự kể lại một lượt. Bầu không khí trong phòng VIP dần dần trở nên căng thẳng. Chương 288. Lý Phàm vậy mà đã bị thương, lại còn bị người đang ngồi trước mặt đánh bị thương. Trong đầu mọi người lập tức nảy sinh một ý nghĩ. Lý Phàm đã bị thương không thể đến đây, vậy Đinh Lập thì sao? Đinh Lập cũng giao đấu với Chu Dương vẫn nguyên vẹn đứng đây, còn Đinh Lập lại không xuất hiện. Chẳng lẽ Đinh Lập cũng không phải là đối thủ của Chu Dương? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Chu Dương đều trở nên nghiêm túc. Nếu như nói trước đây họ vẫn còn xem nhẹ Chu Dương, tưởng rằng anh chẳng qua chỉ là có một chút may mắn, cho dù anh có sức mạnh cũng không thể so với bọn họ. Vậy thì bây giờ, Chu Dương đã có đủ bản lĩnh để được bọn họ coi trọng. Kỹ năng của anh cũng xuất sắc như vậy. Phải biết rằng, Lý Phàm, Đinh Lập dù không phải giỏi nhưng trong số bọn họ, cũng được xếp vào hạng có số má. Tất cả đám người này đều là công tử bột, bình thường ngoài những sở thích giống mọi người, cũng có một chút yêu thích với các môn thể thao kích thích. Quyền Anh, Taekwondo, Karate, dường như mỗi người đều được học từ nhỏ. Chỉ là cùng với thời gian, năng lực của mọi người hoặc cao lên hoặc thấp đi thôi. Nhưng cho dù như vậy trong số những người đang có mặt, so về thực lực, cũng chỉ có 4-5 người mạnh hơn Lý Phàm và Đinh Lập. Hừ, thực lực của Lý Phàm, Đinh Lập quá thấp, căn bản không đáng xem, đánh bị thương bọn họ cũng không tính là gì, chẳng qua họ là huynh đệ của chúng tôi, cậu đánh bọn họ, thì phải trả giá. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng tầm trung đi tới, trên khuôn mặt đầy vẻ cương nghị, đôi mắt sắc bén nhìn hướng Chu Dương. Cậu, cút ra đây đi. Người đàn ông ngoắc ngoắc tay với Chu Dương, vô cùng hung hăng, gần như không xem Chu Dương ra gì là trung sơn. Hắn ta trước kia là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, đã đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi quyền Anh toàn quốc. Chu Dương kia trận này thảm rồi, quan hệ giữa Trung Sơn Lý Phàm và Đinh Lập rất tốt, nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Nếu tôi là cậu ta thì sẽ nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, một khi đối đầu trực diện với Trung Sơn, hậu quả không phải là thứ cậu ta có thể tiếp nhận được. Mọi người thấy Trung Sơn ra thi đấu, khuôn mặt lập tức tươi cười, bọn họ rất tự tin với thực lực của Trung Sơn. Nếu xếp hạng thực lực các công tử đang có mặt ở đây, Trung Sơn tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thậm chí vì bản thân có thực lực nên Trung Sơn không cần vệ sĩ đi theo. Bởi vì nếu cần dùng thể lực để thoát khỏi nguy hiểm, một mình hắn ta có thể tự giải quyết được, còn đối với những việc không thể giải quyết bằng thể lực thì có vệ sĩ đi cùng cũng thế thôi. Anh Dương, để em. Ngưu Xuyên rất nhanh đã bước ra trước, cậu ấy có thể cảm nhận được, Trung Sơn có chút thực lực, cậu lo lắng Chu Dương có thể bị thương. Hừ, trông dáng vẻ của cậu giống như đang tự cho rằng thực lực của mình rất mạnh, sao lại để vệ sĩ của mình bước ra nghênh chiến thế? Trung Sơn nhìn Chu Dương, trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Anh nói sai rồi, Chu Dương không vì thế mà tức giận, anh giơ ngón tay lên cười điềm đạm nói. Thứ nhất, tôi hoàn toàn không cảm thấy thực lực của bản thân rất cao, nhưng chừng trị những thứ phế vật như các người thì cũng không thành vấn đề. Giọng nói vừa dứt, không chỉ là trên người Trung Sơn tràn ra khí thế vô cùng lớn. Đám người phía sau hắn ta cũng có loại khí thế mạnh mẽ truyền ra. Nhưng bọn họ không hề lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Chu Dương. Chu Dương vừa nói ra điều thứ nhất, vậy nhất định có điều thứ hai, sau đó là thứ ba, bọn họ ngược lại muốn nghe xem, Chu Dương sẽ nói gì tiếp theo. Thứ hai, Ngưu Xuyên không phải vệ sĩ mà là người anh em của tôi. Chu Dương nhìn mọi người, khuôn mặt bình tĩnh. Thứ ba, cậu ấy sẽ không ra tay, bởi các người không xứng. Chu Dương nói xong, chậm rãi đứng lên. Trên thực tế, thực lực của bản thân anh không phải là quá mạnh, tính ra, thời gian luyện tập cũng không quá 3 tháng. Nhưng vì luyện tập cùng Ngưu Xuyên nên tiến bộ của anh vô cùng lớn. Không nói đâu xa, đơn giản cho Chu Dương đi tham gia cuộc thi võ thuật toàn quốc e rằng đều có thể đạt giải. Không biết ngượng mồm, Trung Sơn thực sự bị chọc tức, thấy Chu Dương đứng dậy, liền không do dự trực tiếp vung quyền tới. Một nắm đấm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Chu Dương. Anh Dương, cẩn thận, mấy người Tô Hiểu Manh không biết Chu Dương rốt cuộc thực lực đến đâu, trong lòng run rẩy, không nhịn được mà khế hô lên. Nếu chỉ có chút thực lực này, chỉ sợ là không du. Chu Dương lạnh lùng hét lên một tiếng, thân hình lập tức né qua một bên, tránh khỏi cú đấm của Trung Sơn, sau đó nhanh như chớp, khống chế cổ tay của Trung Sơn. Giống như nắm lấy cổ tay Lý Phàm trước đây, lần này Chu Dương cũng khiến cho Trung Sơn không cựa quậy được. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Trung Sơn liền thay đổi, hắn ta cảm thấy cổ tay của mình, giống như bị hàng ngàn tấn sắt khóa chặt, không thể cử động được. Không chỉ vậy,
một lực cực lớn truyền tới cổ tay của hắn, khiến toàn thân Trung Sơn nhìn không được run rẩy cùng toát mồ hôi lạnh. Biểu hiện của Trung Sơn, mọi người đều nhìn thấy, lúc này toàn bộ đều chết lặng. Trung Sơn là người có thân thủ ở top 3 trong số bọn họ, vậy mà ngay cả Chu Dương cũng không thể đối phó, không chỉ vậy bây giờ hắn còn giống như đang bị Chu Dương chế ngự lại. Một đòn cũng không chịu nổi. Chu Dương cười nhếch môi, xoay cổ tay trực tiếp vặn nát cổ tay của Trung Sơn. Một tiếng răng rắc vang lên, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Chu Dương vậy mà dám bẻ gãy cổ tay Trung Sơn. Không lẽ anh không sợ bị Trung gia phục thù sao? Cổ tay của Trung Sơn đã bị phế bỏ, cánh tay vô lực rũ xuống, cả người như vừa tắm xong, toàn thân mồ hôi nhễ nhãi, mặt cắt không còn giọt máu. Đám người kia vội vã gọi bác sĩ, nhanh chóng đưa Trung Sơn đến bệnh viện. Mặc dù Trung Sơn bị Chu Dương đánh cho tàn phế, nhưng bây giờ đám người này lại là một tập thể. Giỏi quá, anh Dương thật lợi hại. Tô Hiểu Manh chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt sáng ngời, như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất lợi hại, gương mặt vui vẻ ngốc nghếch. Thời kỳ thiếu nữ đúng là lúc tình cảm nảy nở, trong lòng tự nhiên nảy sinh mộng tưởng hình ảnh anh hùng cùng mỹ nhân. Giờ phút này, Tô Hiểu Manh cảm thấy Chu Dương chính là một đại anh hùng, mà bản thân là một đại mỹ nữ. Còn Trần Thiếu Gia thì lại biến thành một nhân vật phản diện không việc ác nào không làm. Trong mắt Tô Hiểu Mạnh, sự việc trước mắt đột nhiên trở thành cảnh Chu Dương vị đại anh hùng này vì giải cứu đại mỹ nữ mà đại chiến cùng với nhân vật phản diện. Còn có ai muốn lên thử nữa không? Chu Dương một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước. Không ít người chạm phải ánh mắt của anh, đều lập tức né tránh, căn bản không dám đối diện. Cảnh tượng vừa rồi, thực sự khiến bọn họ sợ đến phát khiếp. Hình ảnh Lý Phàm và Đinh Lập đánh nhau với Chu Dương, họ không được nhìn thấy nên không biết cụ thể như thế nào. Nhưng cảnh Trung Sơn giao đấu với Chu Dương, bọn họ đã tận mắt chứng kiến tất cả. Thậm chí không thể gọi là đánh nhau, bởi Chu Dương chỉ dùng một chiêu liền trực tiếp phế bỏ cánh tay Trung Sơn. Thực lực giữa hai người, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Tôi ngược lại muốn thử xem, cậu rốt cuộc lợi hại đến đâu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên. Không ít người trong đám công tử bột nghe thấy âm thanh này liền rùng mình. Ngay cả Trần Thiếu Gia cũng căng thẳng hơn, quay đầu nhìn về phía người đang nói. Chương 289. Là Lục Cương, không ngờ anh ta cũng không nhịn được nữa rồi. Trong số chúng ta có lẽ anh ta là lợi hại nhất. Điều đó là đương nhiên, ngay từ nhỏ Lục Gia đã gửi anh ta tới một bậc thầy võ thuật học võ, hiện ta e rằng đánh bại người kia chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thấy người vừa lên tiếng đang chậm rãi bước tới. Mọi người lập tức nhẹ giọng hô lên. Bởi Lục Cương này để lại ấn tượng quá sâu sắc với bọn họ. Mặc dù bình thường mọi người vẫn chơi cùng nhau, cũng hiểu rõ lẫn nhau nhưng lại không có mấy người biết được Lục Cương mạnh như thế nào. Chu Dương kẻ nheo mắt, nhìn Lục Cương. Lời mọi người vừa nói, anh tự nhiên cũng nghe thấy, trong lòng cũng kinh ngạc. Từ nhỏ ở bên cạnh cùng bậc thầy võ giả học võ, không trách trông có vẻ vô cùng cương nghị. Ánh mắt Chu Dương sâu thẳm liếc nhìn cơ thể Lục Cương. Trong lòng hiểu rõ, anh không phải là đối thủ của người này, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là học sơ qua trong 3 tháng, dĩ nhiên không thể so bì với kiểu người từ nhỏ đã học võ như thế này. Xuyên tử, cậu lên, Chu Dương lãnh đạm nói, hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng. Đối phương đã có thể luân phiên ra trận, vậy bản thân anh cũng có thể để Chu Xuyên ra tay. Được, Ngưu Xuyên gật đầu trả lời Chu Dương, trực tiếp tiến lên, đối mặt trực diện với Lục Cương. Ha ha. Cuối cùng cũng vẫn phải để vệ sĩ lên thay. Vẫn là Lục Cương lợi hại, chỉ dựa vào khí thế liền có thể dọa cho hắn ta không dám lên thách đấu nữa. Đúng vậy. Chỉ là không biết tên vệ sĩ này có thể chịu được quyền cước của Lục Cương hay không. Chắc chắn là không rồi, tên vệ sĩ kia nhìn có vẻ không giống như người có thực lực thấy Ngưu Xuyên bước ra, mọi người lập tức cười đùa chế giễu. Muốn đánh thì đánh, các người nói nhảm nhiều như vậy, hay là muốn đấu với tôi? Chu Dương nhướng mày. Ánh mắt sắc bén nhìn hưởng những người khác. Những người này ai nấy đều có vẻ gầy gò, khuôn mặt khô vàng, rõ ràng là ăn chơi sa đọa hại đến sức khỏe. Loại người này, không cần Chu Dương ra tay, e rằng chỉ cần một người qua đường bình thường cũng đều có thể đánh cho họ đến tìm không ra phương hướng. Nếu bọn họ thực sự giao đấu với Chu Dương, chỉ sợ ngay cả một phút cũng không kiên trì nổi. Những người kia nghe thấy lời của Chu Dương, lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, nhưng tất cả đều nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ. Mặc dù bọn họ không đánh thắng được Chu Dương, nhưng thể hiện một chút phẫn nộ vẫn là không có vấn đề gì. Lũ thỏ đế. Chu Dương chế nhạo một tiếng, không để ý đến họ nữa mà quay sang nhìn Ngưu Xuyên. Cậu không phải đối thủ của tôi. Lục Cương liếc mắt nhìn Ngưu Xuyên,
lạnh lùng nói. Hắn ta từ nhỏ đã cùng tông sư võ thuật học tập võ nghệ, trước lúc quay trở lại gia tộc, có thể nói là chiến đấu cả một vùng không có địch thủ, rất ít người có thể đỡ được quá 10 chiêu của hắn ta. Theo như hắn quan sát, Ngưu Xuyên chẳng qua cũng chỉ là một vệ sĩ bình thường, có thể là đã học qua một vài chiêu thức. Nhưng vẫn không cách nào có thể so sánh với bản thân mình. Anh tự tin quá rồi. Ngưu Xuyên cũng không tức giận, nghiền ngẫm nhìn Lục Cương. Có vài người, trước khi động thủ vẫn rất tự tin. Ngưu Xuyên biết Lục Cương là kiểu người này, có thể dựa vào một chút kinh nghiệm trước đó có được mà hắn rất tự tin đối với thực lực của mình. Vậy thì bây giờ chính là lúc khiến hắn ta biết được thực lực của bản thân đến đâu. 10 chiêu, nếu 10 chiêu vẫn chưa hạ gục được cậu, coi như tôi thua. Lục Cương hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vô cùng tự tin. Hay, anh Lục Cương oai phong lắm, trong 10 chiêu đánh bại hắn, khiến hắn ta điên cuồng. Ha ha, nhìn anh ta không giống như là đối thủ của Lục Cương, 10 chiêu, đã là coi trọng anh ta rồi. Nghe được lời của Lục Cương, đám công tử lại bắt đầu hưng phấn. Nhưng bọn họ không dám giao đấu với Chu Dương, chỉ có thể khiến Lục Cương giáo huấn Ngưu Xuyên một trận. Đúng là cuồng vọng, nếu đã vậy, Ngưu Xuyên cúi đầu khẽ cười khẩy giễu cợt, cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra, còn nói trong 10 chiêu có thể hạ gục cậu ấy. Am, Ngưu Xuyên còn chưa nói xong, cả người liền trực tiếp lao đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Rất nhiều người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt chợt lóe, còn chưa kịp nhìn xem xảy ra chuyện gì, Ngưu Xuyên đã xông đến trước mặt Lục Cương. Mà lúc này, khuôn mặt Lục Cương cuối cùng cũng biến sắc, không còn vẻ trấn định tự tin như trước đó nữa. Dừng tay, Lục Cương hét lên một tiếng, liên tục lùi về sau, muốn giang tay ngăn cản nắm đấm của Ngưu Xuyên. Hắn ta có thể từ nắm đấm của Ngưu Xuyên cảm nhận được lực phát ra cực lớn, mà lực này nếu như đánh vào cơ thể mình, hắn ta chắc chắn không thể chịu được. Lúc này, trong lòng Lục Cương cuối cùng cũng hoảng loạn. Hắn ta không ngờ người mà mình đang xem thường trước mặt này, vậy mà có thực lực mạnh mẽ đến vậy, loại sức lực này, từ trước tới nay hắn ta chỉ thấy từ một người. Đó chính là vị tông sư võ thuật đã dạy dỗ hắn. Không lẽ người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này lại là một tông sư võ thuật? Nhưng Ngưu Xuyên sẽ không vì tiếng hét của Lục Cương mà thực sự ngừng tay. Nếu Lục Cương đã tự tin nói ra trong vòng 10 chiêu có thể giải quyết cậu ấy, vậy Ngưu Xuyên tự nhiên cũng muốn cho hắn xem, rốt cuộc trận đấu giải quyết trong 10 chiêu là như thế nào. Búp, một âm thanh lớn phát ra, Ngưu Xuyên va chạm cùng một chỗ với Lục Cương, tất cả mọi người trừng lớn mắt, sợ rằng sẽ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Mấy tên công tử kia, từng người một căng thẳng đến nỗi không dám hô hấp, trong lòng không ngừng cầu khấn Lục Cương giành thắng lợi. Cuối cùng một trong hai người rên rỉ, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Dương cười nhạt, đối với kết quả trước mắt này rất hài lòng, ba cô gái đằng sau anh cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn lại đám công tử kia, trông biểu cảm vô cùng đau đớn, giống như trời sắp sập xuống vậy. Ngay cả Trần Thiếu Gia, lúc này con mắt cũng nheo lại, không dám tin những việc trước mắt. Lục Cương, người có võ lực mạnh nhất trong số bọn họ, giao đấu với Ngưu Xuyên, chỉ một chiêu duy nhất, liền trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Thảm bại, trận đấu giải quyết trong 10 chiêu. Anh đánh giá mình cũng quá cao rồi. Ngưu Xuyên lạnh lùng nhìn Lục Cương vừa bị hất ngược ra ngoài, mắt sáng như đuốc. Lục Cương này e rằng học được một số thứ liền không coi ai ra gì, tưởng rằng trên thế giới này mình là mạnh nhất. Nhưng trước mặt Ngưu Xuyên, cũng không chịu nổi một chiêu. Sắc mặt của Lục Cương lúc này trắng bệch, dáng vẻ kinh ngạc. Hắn ta nhìn Ngưu Xuyên, nội tâm như thủy triều lao nhanh cuồn cuộn. Hắn thực sự không dám tin những gì mình đang cảm nhận được. Tông sư võ học, võ giả, người giao đấu cùng mình trước mắt này, nhất định là một võ giả. Giống như người mà gia tộc từ nhỏ đã gửi hắn đến học tập, là một võ giả. Nhưng sao có thể, Lục Cương cắn chặt răng, sắc mặt thảm bại. Phải biết rằng, hồi hắn còn nhỏ đã đi theo người đó học võ, người đó ít nhất cũng phải 50 tuổi. Mà người trước mặt này, trông có vẻ mới hơn 20 tuổi. Ha ha, đây chính là sức mạnh của cậu. Chu Dương không chú ý tới sự kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi của người bên cạnh. Anh chậm rãi đứng dậy, đi về hướng Trần Thiếu Gia. Nghe nói các người tìm chúng tôi, không biết là có chuyện gì. Chu Dương cười nhẹ nói, lúc này anh tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh có biết mình đang làm gì không? Trần Thiếu Gia không đứng dậy nhưng nội tâm hắn ta cũng chấn động không thôi. Hắn không ngờ tới, Trung Sơn không phải đối thủ của Chu Dương, Lục Cương vậy mà cũng phải đối thủ của Ngưu Xuyên. Hắn trước đó còn nghĩ, mấy người Chu Dương một khi dám đến sẽ dùng vũ lực khống chế, ép bọn họ giao nộp người đẹp ra. Nhưng hiện tại rõ ràng là không được rồi. Chương 290.
Nếu không giải quyết được bằng vũ lực, vậy đành phải dùng đến bối cảnh sau lưng. Ở đây là Trường Sa, bọn họ ngồi đây đều là đám công tử có tên tuổi, xuất thân từ những gia tộc nổi tiếng của Trường Sa, sản nghiệp của mỗi một gia tộc đều không dưới 10 con số. Có thể nói, nếu gia tộc bọn họ tất cả cùng liên hợp lại, có thể khiến cho toàn bộ Trường Sa phải chấn động. Mà Trần Thiếu Gia là nòng cốt của nhóm người này, đằng sau chính là một trong 4 gia tộc lớn của Trường Sa. Bản thân Trần Thiếu Gia hắn cũng là một trong 4 đại công tử Trường Sa. Thậm chí, Trần Thiếu Gia và Giang Bắc một trong 4 đại công tử lại có quan hệ họ hàng. Giữa Trần Gia và Giang Gia cũng thường xuyên hợp tác, là quan hệ anh em cọc trèo. Tất nhiên, Trần Gia không lớn mạnh bằng Giang Gia, nhưng Trần Gia ở Trường Sa cũng là thuộc top 3, không phải người nào cũng có thể tùy tiện động vào. Đặc biệt Trần Thiếu Gia còn là con trai độc nhất của người đứng đầu Trần Gia, từ nhỏ đã được cưng chiều. Dựa vào điều này ở Trường Sa, chưa từng xuất hiện người nào dám không nể mặt hắn. Nhưng hôm nay, một điều như vậy không chỉ xảy ra, mà còn xảy ra nhiều lần liên tiếp. Thậm chí hiện tại đối phương vẫn còn đứng trước mặt Trần Thiếu Gia, nói đây chính là sức mạnh. Giờ khắc này, đám công tử kia đều phẫn nộ. Bọn họ không dám ra tay với Chu Dương và Ngưu Xuyên nhưng tốt xấu gì cũng là công tử thế gia hoành hành một phương, bây giờ bị người khác chất vấn như vậy, làm sao có thể nhẫn nhịn. Hỗn xược, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đừng tưởng rằng bản thân có chút võ thuật thì có thể thiên hạ vô địch, trên thế giới này, người mạnh hơn cậu còn rất nhiều. Đúng vậy, cũng không biết là tên nhà quê đến từ đâu, lại dám nói như vậy với Trần Thiếu Gia, phải biết rằng, chỉ cần một câu nói của cậu ấy mấy người sẽ không thể rời khỏi Trường Sa. Trần Thiếu Gia, đừng nói chuyện vô nghĩa với họ nữa, tôi đã gọi người đến rồi, hôm nay, ngay cả khi bọn họ giao những người đẹp này ra thì cũng phải quỳ xuông dập đầu nhận sai hừ. Trần Thiếu Gia và Giang Thiếu Gia là huynh đệ, nếu chuyện này truyền đến tai Giang Thiếu Gia, sợ rằng cậu sớm đã không tồn tại trên thế giới này rồi. Đám anh em công tử liên tục cười nhếch mép, ánh mắt nhìn Chu Dương giống như đang nhìn con mồi, ét anh Dương, làm sao đây? Tô Hiểu Manh nghe thấy bọn họ nói như vậy, tự nhiên có chút hoang mang rối loạn. Mặc dù cô rất tin tưởng vào Chu Dương, nhưng đối phương nói ra những lời như vậy, khẳng định là có sứ mệnh làm điều đó. Hơn nữa, buổi biểu diễn lần này của nhóm Rocket Girl, Trần Gia là đơn vị tổ chức chính. Vì vậy Tô Hiểu Manh hiểu rõ thể lực cùng sức mạnh của Trần Gia tại Trường Sa. Mà bây giờ bên cạnh Chu Dương chỉ có Ngưu Xuyên, còn có Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, cho dù có thêm 3 người bọn họ, cũng không có biện pháp phản kháng lại đối phương. Manh Manh, yên tâm, anh Dương nhất định có cách. Đúng vậy, cậu đã nhìn thấy anh Dương hoảng loạn lần nào chưa? Mình vẫn rất mong chờ chứng kiến cảnh anh Dương dốc sức giáo huấn bọn họ, đám người này vậy mà dám có chủ ý xấu với chúng ta. Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm khẽ cười nói, không hề sợ hãi đối phương mà chỉ nhìn về phía Chu Dương. Bởi vì, trước đây khi còn ở Đông Hải, ấn tượng Chu Dương để lại trong họ, thực sự quá sâu sắc, gần như là sự tồn tại của siêu năng lực. Yên tâm, Chu Dương ở đây, sẽ không để mấy người xảy ra chuyện đâu. Thẩm Bích Quân cũng an ủi Tô Hiểu Minh. Sau đó ánh mắt của cô liền rơi trên người Chu Dương. Thực ra cô cũng muốn biết Chu Dương sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Chung quy, bọn họ sau khi đến Tương Tây cũng không đi chung với đám người kia. Giang Thiếu Gia, Chu Dương nghe thấy lời đối phương nói, thì thầm một tiếng, hình như nhớ tới điều gì. Giang Thiếu Gia trong miệng các người không phải là Giang Bắc chứ? Chu Dương ngẩng đầu nhìn hướng đối phương, cười nói, xem ra tiểu tử cậu cũng biết đại danh của Giang Thiếu Gia à? Không sai, đúng là Giang Bắc sao vậy? Bây giờ sợ rồi sao? Nếu hiện tại cậu quỳ xuống nhận sai, chúng tôi có thể cân nhắc đến việc xin tha thứ cho cậu trước mặt Giang Thiếu Gia. Ha ha, tiểu tử, sợ rằng không vẫn chưa biết đến sức mạnh của Giang Thiếu Gia. Mọi người vừa nghe thấy Chu Dương quen biết Giang Bắc, lập tức cười khẩy, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Dù sao đối với họ chỉ cần một cái tên Giang Bắc là có thể làm đối phương lo sợ. Ha ha, tôi biết. Cũng đã từng gặp qua một người tên là Giang Bắc, chỉ là, e rằng khiến các người thất vọng rồi. Chu Dương lắc đầu, cười nhẹ nói, trong lòng cảm thấy nhàm chán vô vị. Cái gọi là anh em công tử này, quả nhiên vẫn có tính chất tụ họp theo nhóm. Dạng người nào thì sẽ chơi với dạng người ấy. Bọn người Giang Bắc kia phẩm hạnh không đứng đắn, mở miệng là khiến người ta cảm thấy chán ghét, còn vô cùng ngang ngược hống hách. Những người trước mắt cũng giống như vậy. Anh có ý gì? Trần Thiếu Gia sắc mặt lạnh băng. Nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh giọng nói. Hắn ta vẫn luôn theo sau Giang Bắc, còn là anh họ của Giang Bắc. Vì vấn đề thực lực của hai gia tộc, Trần Thiếu Gia ngoài mặt rất tôn trọng Giang Bắc,
bất kỳ chuyện gì cũng nghe lời hắn. Không có ý gì, chỉ là Giang Bác trong miệng các người, sợ rằng không đến được rồi, tôi có gặp anh ta ở cửa trước buổi biểu diễn, không cẩn thận đã phế bỏ anh ta rồi. Chu Dương buông một câu nhẹ nhàng, nói xong khẽ cười. Nhưng câu nói này lại khiến cho tất cả mọi người sững sốt. Ha ha, đúng là nói khoác không biết ngượng mồm, phế bỏ Giang thiếu gia, xem ra anh quả thật không cần cái miệng này nữa rồi. Chuyện cười, anh có thể phế bỏ Giang thiếu gia ư, phải biết rằng, bên cạnh Giang thiếu gia có không ít vệ sĩ đi theo, thậm chí Tăng Củng cũng ở đó, chỉ dựa vào mình anh sao. Nếu anh chỉ có tài khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, e rằng hôm nay anh không thể bước ra khỏi đây. Trần thiếu gia lạnh lùng đáp, đám người theo sau chỉnh tề bước lên phía trước một bước, có ý muốn bao vây mấy người Chu Dương lại. Trần thiếu gia, đúng tại lúc này, trong đám đông truyền tới một giọng nói có phần run rẩy. Chuyện gì? Trần thiếu gia lập tức nhìn lại, liền thấy một vị công tử trong tay đang cầm điện thoại không ngừng run rẩy, thậm chí sắc mặt cũng trắng bệch. Lời anh ta nói hình như là sự thật. Hắn ta run bần bật nói xong một câu, ánh mắt nhìn hướng Chu Dương lập tức biến thành sợ hãi sao. Lúc này, không chỉ là Trần thiếu gia, những công tử khác cũng rất bất mãn. Đám người này đang tạo áp lực chèn ép Chu Dương, sao lại có người nói ra những lời này. Vừa rồi tôi muốn tìm người đến xử lý họ nên tôi gọi điện qua đó, đối phương lại nói Giang thiếu gia bị một đám người đánh cho tàn phế rồi, Giang gia bây giờ đang lục soát toàn thành phố tìm người. Người đó nói xong, trực tiếp đưa điện thoại cho Trần thiếu gia. Trần thiếu gia nhận điện thoại, trầm mặc nghe đối phương nói. Chẳng mấy chốc sắc mặt hắn ta liền thay đổi, trở nên nhợt nhạt. Anh thật sự dám đánh Giang thiếu gia thành tàn phế. Trần thiếu gia đứng dậy, lạnh lùng giống lên. Vừa lúc nãy đối phương nói, Giang Bắc bị tàn phế rồi, Giang gia hiện đang tìm kiếm kẻ đã làm ra chuyện này âm. Lúc này tất cả đám anh em của hắn đều cảm thấy bên tai có tiếng vù vù, thực sự không dám tin vào những lời Trần thiếu gia vừa nói. Giang thiếu gia, thật sự đã bị đánh đến tàn phế. Sốt, trong giây lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Chu Dương. Vừa rồi lời Chu Dương nói, anh không cẩn thận đã đánh Giang Bắc tàn phế. Đây không phải là nói dối mà là thật, nhưng sao anh lại dám? Không lẽ anh không sợ Giang gia báo thù sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.